bắt đầu tự thú khiếp sợ nữ trưởng môn cầm mạc yêu giết bằng thuốc độc nguyên anh tu sĩ nghe chọn bộ tại mê truyện audio com cổ nguyệt tông bách thảo sơn luyện đan Các, trung phẩm đan lâu giáp chữ số 3 ầm theo một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh từ đan phòng nơi sâu xa vang lên toàn bộ trung phẩm đan lâu nhất thời lao ra mấy chục hôi đầu thổ kiểm kinh hoàng tu sĩ mọi người mới vừa lao ra bách bước, liền đột nhiên quay đầu lại hướng về khảm nạm ở sơn khe trong bộ đan lâu nhìn lại. Ngay sau đó, chính là liên tiếp tiếng nổ mạnh. Điều này hiển nhiên là bởi vì lúc trước cái kia tiếng nổ mạnh mà gợi ra phản ứng dây chuyền. Sau khi nổ tung cuối cùng kết thúc lúc đan lâu vẫn như cũ bình yên vô sự, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng bọn họ nhưng vẫn cứ sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm cái cuối cùng đi ra đan lâu cả người cháy đen bóng người trên mặt mang theo hàn ý ạch chư vị xin lỗi thực sự xin lỗi lại nổ lo ta cũng không muốn chỉ là xứng so với vẫn còn có chút vấn đề cái kia cả người cháy đen bóng người run run người trên lá đỏ dùng theo một đạo linh lực bao phủ người này một thân y vật rực rỡ hẳn lên mà bản thân cũng khôi phục bình thường dung mạo, ngoại trừ trên mặt còn có chút nhẹ nhàng tổn thương. Chiêu thức ấy tịnh trần quyết hiển nhiên là để tất cả mọi người hơi dùng mình, nhớ tới người này một cái khác thân phận. Chấp pháp điện đệ tử. Xin lỗi, chư vị, từ thanh cho các vị bồi tội, phàm là có điều tổn thất, xin mời người can đảm đến chấp pháp điện tìm ta, ta sẽ tất cả bồi thường các vị. Thanh niên tuét miệng một mặt lúng túng cười cợt lời nói này nói rất đúng hòa khí thông thuận hiển nhiên chuyện như vậy không phải lần đầu tiên đã xảy ra nhưng mà mọi người nghe vậy nhưng đều một mặt giận mà không dám nói gì dáng vẻ cuối cùng cùng nhau thở dài lắc đầu không nói một lời một lần nữa đi vào đan lâu lạng thinh không đề cập tới bồi thường một chuyện không gì khác chỉ vì chấp pháp điện ba chữ này đối với cổ Nguyệt Tông đệ tử tới nói chấp pháp điện là bọn hắn tuyệt không muốn nghe đến danh từ. Chớ nói chi là tự mình đến cái kia địa phương quỷ quái đi tới, đó chính là ác mộng sinh ra nơi ác ma tập hợp xào huyệt. Có câu đồn đại của mọi người nhiều cổ Nguyệt Tông trong các đệ tử truyền lưu đã lâu chọc cho ai cũng không muốn chọc cho chấp pháp điện, đó chính là một đám ăn tươi nuốt sống gì đó. Câu nói này mấy trăm năm qua bị tôn sùng là lời lẽ chí lý đây không phải là không có đạo lý. Có điều, đợi được mọi người dồn dập trở lại đan lâu sau khi, bị người khác coi là ác ma từ thanh lúc này mới quay đầu lại liếc nhìn đan lâu thở dài một tiếng. Hắn sao, này trúc cơ đan cũng quá khó luyện chế, hắn ở luyện khí hậu kỳ bình cảnh đã thẻ nửa năm. Lại quá một tháng, chấp pháp điện tiểu bỉ đem chính thức bắt đầu mà tu vi của hắn đến lúc đó nếu như không cách nào đột phá đến trúc cơ vậy hắn đem trực tiếp bị đào thải ra khỏi hồng y đệ tử hàng ngũ chạy trở về thanh y đẳng cấp chấp pháp điện đệ tử độc lập với trong tông môn ngoại môn đẳng cấp ở ngoài phân ba cái tầng cấp thanh y hồng y tử y thanh y tương đương với đệ tử ký danh đẳng cấp thấp nhất hồng y tương đương với đệ tử ngoại môn cao hơn thanh y tử y tương đương với bên trong truyện đệ tử cao hơn hồng y mà hắn như hàng xanh trở lại quần áo, như vậy vừa đến, không chỉ có tháng cung linh thạch đem giảm thiểu một nửa. Thậm chí ngay cả tiến vào đan lâu tư cách đều sẽ sẽ mất đi. Không còn tư cách này, hắn liền không cách nào luyện chế trúc cơ đan. Bởi vì, này trúc cơ đan chỉ có đan lâu địa hỏa mới có thể luyện chế, đây là yêu cầu thấp nhất. Còn nếu là không chính mình luyện chế phía ngoài trúc cơ đan cuối cùng một viên cũng phải mấy vạn linh thạch đó là bán đứng hắn cũng còn thiếu rất nhiều con số từ thanh không có lựa chọn khác chỉ có thể chính mình luyện mà tông môn cống hiến cũng chỉ có thể hối đoái một ít luyện chế cần linh thảo như muốn hối đoái một viên sẵn có cái kia cần thiết điểm cống hiến cũng hoàn toàn không phải hắn trong vòng một năm có thể tích góp đủ chấp pháp điện tiểu bỉ lửa xém lông mày, mà không có trúc cơ đan, hắn sẽ vĩnh viễn không cách nào đột phá đến trúc cơ cảnh. Đệt, hắn đây miêu chính là cái chết tần hoàn A. À. Lão thiên khốn kiếp người để ta xuyên qua, cũng không cho ta ngón tay vàng. Đây là muốn để ta nghịch thiên A. À. Ba năm qua, hắn là liều sống liều chết mới đem tu vi của chính mình tăng lên tới luyện khí hậu kỳ viên mãn, nhưng mà khổ sở không cách nào đột phá đến trúc cơ bởi vì trúc cơ quá khó khăn. Trúc cơ phương thức có ba loại, nhân đạo trúc cơ, địa đạo trúc cơ, thiên đạo trúc cơ. Xem khắp cả tu tiên giới, phần lớn tu sĩ đều lựa chọn chính là bình thường nhất trúc cơ phương thức, nhân đạo trúc cơ. Bởi vì đơn giản nhất, nhưng mặc dù là đơn giản nhất nhân đạo trúc cơ, cũng có 9 phần 10 tu sĩ không cách nào thành công. Vì lẽ đó rất nhiều người đều cho rằng, trúc cơ có thể nói phải tu hành đạo thứ nhất khảm từ thanh cũng không định những kia càng khó trúc cơ phương thức hắn muốn linh thạch không linh thạch muốn quyền thế không quyền thế muốn bối cảnh không bối cảnh mà muốn trúc cơ trúc cơ đan chính là một loại trong đỏ ắt không thể thiếu điều kiện ngoài ra còn cần chuẩn bị đại lượng linh thạch lấy cung đột phá lúc sử dụng kết quả hắn liền trúc cơ đan đều không bắt được chớ nói chi là đại lượng linh thạch bây giờ không phải là xoắn suýt oán giận thời điểm, mà là muốn nghĩ lại tổng kết tổng như thế nổ lò cũng không phải chuyện này. Một đan lô 300 linh thạch, miêu trở lại ba lần ta cũng chỉ có thể đi mượn linh thạch, đến thời điểm coi như luyện ra trúc cơ đan, cũng không linh thạch cung cấp linh khí. Hắn tự nói bình phục trong lòng mình phiền muộn. Tỷ lệ thành đan thấp rất lớn nguyên nhân là tranh lệch một mực địa hàn thảo, chỉ là kém cái kia vị địa hàn thảo từ nơi nào làm đây miêu nếu không cái kia lão bất tử, lần này luyện đan tuyệt đối là không có sơ hở nào, thảo, kỳ thực nói đến, từ thanh lần này nổ lò còn có cái đặc thù nguyên nhân. Nguyên bản lấy hắn luyện đan trình độ cùng chuẩn bị, lần này tỷ lệ thành công nên ở 60% khoảng chừng mới đúng. Dù sao trúc cơ đan dùng tài đơn giản, chủ yếu độ khó ở chỗ vật liệu thu thập cùng hỏa hầu khống chế trên hơn nữa từ thanh làm đặc thù chuẩn bị nhắc tới cao chính mình luyện đan tỷ lệ thành công đó chính là một mực vô cùng trọng yếu tăng cường tỷ lệ thành đan linh thảo địa hàn thảo là hắn thiên tân vạn khổ từ một tông môn bí cảnh bên trong sai người tìm được có điều xui xẻo phải cỏ này dược khi hắn bắt đầu luyện đan trước đã bị người đoạt đi cướp hắn thuốc đông y bằng thảo dược không phải người khác chính là cổ nguyệt tông đại trưởng lão hàn tinh không sai, đường đường cổ Nguyệt Tông đại trưởng lão, mạnh mẽ lấy cướp đoạt môn nhân đệ tử. Chính là chỗ này sao thái quá. Đồ chó hàn lão đầu, lão tử nguyền rủa ngươi chết không nơi táng thân. Đột phá lúc linh khí nghịch lưu, chết rồi bị người chôn ở hố phân, chôn sau bị người chín lần bào phân. Mộ phân, sau đó gặp phải thừa dịp nhiệt huynh đem ngươi kêu dây một trăm lần. Từ thanh ác độc ở trong lòng nguyền rủa nói vừa dứt lời một đạo dày nặng mà nặng nề tiếng chuông bỗng nhiên từ cổ nguyệt tông chủ phòng phương hướng vang lên từ thanh nhất thời kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng về chủ phòng nhưng tai lắng nghe tiếng chuông này nhưng mà để hắn vẻ mặt từ từ ngưng trọng lúc tiếng chuông này dĩ nhiên liên tiếp gõ sáu lần điều này đại biểu trong tông môn có nhân vật trọng yếu tọa hóa keng, thành công giết chết tông môn đại trưởng lão Hàn Tinh, đạt thành thành tựu mới, giết bằng thuốc độc nguyên anh tu sĩ. Thiên mệnh hệ thống kích hoạt thiên mệnh hệ thống. Thụ mệnh vu thiên ký chủ có thể thông qua đạt thành các loại nhân sinh thành tựu thu được hệ thống thưởng thành tựu càng khó đạt thành thì lại thưởng càng cao thành tựu lặp lại đạt thành. Đem thưởng suy giảm đạt thành thành tựu mới lúc thưởng cao nhất thành tựu thưởng mỗi ngày hạn lĩnh một lần thành tựu mới thưởng thiên đạo trúc cơ bốn cái bộ, bao hàm thượng phẩm trúc cơ đan sao một, ngàn năm chu quả sao một, ngàn năm địa nhũ sao một, ngàn năm hàn tinh sao một. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền. Bắt đầu tự thú, khiếp sợ nữ trưởng môn cầm mạc yêu toàn lực truy cha. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Từ thanh nhất thời sững sờ, đột nhiên hướng về bốn phía liếc nhìn, nhưng không có phát hiện Chu Vi có bất kỳ người. Sau đó, hắn cũng cảm giác được bên hông mình giới tử trong túi có thêm bốn dạng item. Sau đó, trên mặt của hắn ức chế không được hiện lên vẻ mừng như điên. Này, này, đây là chỉ tới ngón tay vàng, hiện thân. Thảo 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 thành tựu hệ thống chỉ cần đạt thành thành tựu có thể lĩnh các loại thường có điều vừa nãy hệ thống nói cái gì thành công giết chết tông môn đại trưởng lão hàn tinh khe nằm chẳng lẽ vừa nãy tiếng chuông cũng là bởi vì hàn tinh từ thanh nhất thời cả kinh theo bản năng hướng về bốn phía nhìn xuống hắn đều không biết mình là làm sao giết chết hàn tinh nói nữa hàn tinh lúc nào thành nguyên anh tu sĩ hắn không phải cụ linh hậu kỳ sao chẳng lẽ hắn đột phá nhưng là trọng yếu như vậy việc trong tông môn vì sao không có truyền lưu hơn nữa bây giờ này hàn tinh chết rồi tông môn sẽ không truy xét được trên người mình chứ vèo đang lúc này cổ nguyệt tông chấp pháp điện vị trí phương hướng đột nhiên dâng lên một viên sông thẳng vòm trời màu đỏ thẫm sao băng nhìn thấy sao băng chớp mắt từ thanh biến sắc mặt lộ vẻ do dự có điều vừa nghĩ tới hàn tinh chết sợ rằng không ai biết cùng hắn có quan hệ dù sao ngay cả chính hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra coi như đến thời điểm truy xét được trên người hắn hắn một không thực lực hai không động cơ tông môn cũng là giảng đạo lý nghĩ tới đây từ thanh trong lòng có dự định liền thả người hướng về chấp pháp điện lao nhanh đi xích ngôi sao lên không toàn thể trở về vị trí cũ đây là chấp pháp điện lệnh tập hợp chấp pháp điện các đệ tử lập tức đại điện tập hợp một liền lao nhanh từ thanh một đường giống to hô hoán thanh âm của vang vọng toàn bộ bách thảo sơn dọc theo đường đi như hắn lớn như vậy giống hồng y đệ tử không phải số ít chỗ đi qua hết thảy cổ nguyệt tông đệ tử đều là sắc mặt đại biến tiêu sái xuất động phủ hướng về chủ phòng nhìn lại tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì nhưng tất cả mọi người rõ ràng một chuyện, Cổ Nguyệt Tông xảy ra chuyện lớn. Cổ Nguyệt Tông chấp pháp điện, 300 đệ tử ký danh thúc thủ mà đứng, đứng đại điện ở ngoài. Ở tại bọn hắn phía trước trên bậc thang là 60 tên đệ tử áo xanh. Ở tại bọn hắn phía trước, 20 tên hồng y đệ tử ở vào cửa đại điện. Mà ở đám người kia trước trong đại điện còn có 5 người trên người mặc trường bào màu tím, sắc mặt vi diệu cúi đầu bọn họ năm người chính là chấp pháp điện thân phận cao nhất đệ tử áo tím của mọi người đệ tử trước chấp pháp điện ba tên chấp pháp trưởng lão trên người mặc áo bào cho đứng một tên trên người mặc đạo bào màu xám đen người đàn ông trung niên phía sau sắc mặt nghiêm túc toàn bộ đại điện một mảnh trầm ngưng tĩnh liền tiếng hít thở đều có thể nghe được cái kia đứng chắp tay qua lại nôn nóng đi lại người đàn ông trung niên chính là chấp pháp điện phó điện chủ trần lê Nói vậy từ tiếng chuông bên trong các ngươi đã nghe ra, bên trong có nhân vật trọng yếu đi về Cõi Tiên. Ở mỗi một khắc, Trần Lê bỗng nhiên hít sâu một hơi, dừng bước lại nhìn về phía mọi người, ngữ khí âm trầm nói: "Ta có thể minh xác nói cho các ngươi, đi về Cõi Tiên người chính là ta tông đại trưởng lão, Hàn trưởng lão, hơn nữa, cái chết của hắn bởi vì vô cùng khả nghi." Vừa dứt lời, mọi người tất cả xôn xao cái gì trời ạ à, khe nằm toàn bộ chấp pháp điện vỡ tổ rồi mà trong đám người từ thanh càng là cúi đầu thấp thỏm trong lòng đang lúc này một bên một hồng y đệ tử thấp giọng nói mới vừa rồi còn ở nguyên rủa lão nhân kia kết quả hiện tại lại đột nhiên chết cho ta ta là cái đi bị chết tốt bị chết hay chết con ếch tiệt, cái nào đại thiện nhân dĩ nhiên làm ra loại này việc thiện, ta con mẹ nó nhất định phải cố gắng cảm tạ một hồi hắn, lại một cái đệ tử cười lạnh nói. Nguyên bản còn đang lo lắng người lão tặc này từ nay về sau nhằm vào ta hiện tại triệt đề đã không có nỗi lo về sau, hồng y trong hàng đệ tử, không ít người đều thấp giọng cười lạnh. Nghe vậy, từ thanh suýt chút nữa bật cười hàn tinh a à, hàn tinh ngươi có biết cái gì gọi là thiện ác có báo a à, còn đang đông đảo trong hàng đệ tử được quá bắt nạt không ngừng hắn một có điều tuy rằng trong lòng hồi hộp nhưng là từ thanh sẽ không ngu đến mức ở đây bật cười vì lẽ đó hắn giờ khác này thần sắc tràn đầy bi thương nếu để cho không biết người nhìn thấy còn tưởng rằng hắn và đại trưởng lão có bao nhiêu tình cảm đây từ huynh không nghĩ tới đi về cõi tiên dĩ nhiên là đại trưởng lão Chúng ta Cổ Nguyệt Tông ở Bắc Châu địa vị, nhưng là phải phát sinh chấn động, một bên một người khác Hồng Y đệ tử Diệp Hồng Liễu khẽ thở dài một cái, có chút bất an nói: "Đúng đấy, đại trưởng lão khi còn sống là một cỡ nào hiền lành người, vì tông môn dốc hết tâm huyết, là ta lớn nhất thần tượng, không nghĩ tới dĩ nhiên anh niên tảo thệ." Thật sự là để trong lòng ta bi thống không ngớt, từ thanh che ngực, hai mắt ửng đỏ nói: Diệp Hồng Liễu nhất thời sững sờ, kinh ngạc nhìn từ thanh, người chắc chắn chứ. Hiền lành, dốc hết tâm huyết, tráng niên, hơn 600 tuổi được cho anh niên tào thệ sao? Lại nói, hàn tinh cùng những này từ có quan hệ sao? a à, từ thanh hít sâu một hơi thấp giọng nói. Nghe phó điện chủ ngữ khí, đại trưởng lão có phải là vì người làm hại, nếu để cho ta biết ai là hung thủ, tất nhiên đưa hắn chém thành muôn mảnh, lột ra gở xương để hắn chín chết không được siêu sinh từ thanh những câu nói này nói có thể nói là nói năng có khí phách phát ra từ phế phủ nghiễm nhiên vua điện ảnh bám thân đùa đạo thông thiên hắn suýt chút nữa đều bị chính mình cảm động chỉ hận cõi đời này không có diễn kịch chi đạo vua điện ảnh chính quả một bên diệp hồng liễu là một da rẻ trắng nõn hình dạng thượng giai nữ tu thường ngày cùng hắn hơi có gặp nhau, giờ khắc này nghe được Từ Thanh cũng là trong lòng bừng tỉnh. Có lẽ là chính mình đối với Hàn Tinh hiểu rõ không đủ. Không chừng ông lão kia xem ra hung hăng càn quấy, nhưng thật ra là tốt ông lão đây. Xem ra nhìn người không thể chỉ nhìn đồng hồ diện, có thể Hàn Tinh quả thật có chỗ thiếu sót, nhưng rốt cuộc là chúng ta Cổ Nguyệt Tông đại trưởng lão, Diệp Hồng liễu cúi đầu nghĩ đến. Mà từ thanh lời nói này nói tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng là ở đây người đều là người tu luyện, ngũ quan nhạy bén, lời nói của hắn tự nhiên truyền vào không ít người trong tai. Phó điện chủ Trần Lê cũng nghe đến nơi này lời nói, thở dài nói: "Không sai, đại trưởng lão chết oan chết uổng, tông môn chấn động, việc này nhất định phải tra. Hơn nữa muốn toàn lực ứng phó đi thăm dò." ta tuyên bố từ hôm nay trở đi trong vòng nửa năm toàn bộ chấp pháp điện hết thảy nhiệm vụ toàn bộ thủ tiêu tất cả mọi người lực ứng phó điều tra việc này nhất định phải đem cái kia hung phạm cho ta bắt tới đây là tông môn cho chúng ta nhiệm vụ cũng là chúng ta không thể trốn tránh trách nhiệm một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Bắt đầu tự thú, khiếp sợ nữ trưởng môn cầm mạc yêu thành tựu mới. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Trần Lê nói nói năng có khí phách nghe chúng đệ tử dồn dập gật đầu. Nhưng mà ngay sau đó một câu nói lại làm cho chúng đệ tử hơi biến sắc mặt chỉ là điện chủ đại nhân Vân Du chưa về, mà tất cả trưởng lão cùng ta lại có nhiệm vụ trọng yếu tại người, không thể tự mình xử lý việc này, vì lẽ đó vụ án này chỉ có thể giao do các ngươi tới cha. Tông môn có lệnh, phàm là là có thể đủ cha ra hung thủ chi đệ tử, lập tức có đệ tử thân truyền thân phận, đồng thời hàng năm đều có giống như là trưởng lão tài nguyên tu luyện cung lấy sử dụng. Đồng thời, tông môn còn có thể thưởng một cái pháp bảo cực phẩm, nhưng nếu là cha không ra hung thủ, những phần thưởng này tự nhiên không có, nhưng là tông môn cũng sẽ không trách tội, nói chung chính là để cho các ngươi buông tay đi làm. Trần Lê Lạnh nhạt nói, chúng chấp pháp điện đệ tử nghe nói như thế, đều có chút. Bối rối, chuyện này, chuyện này làm sao nghe là muốn thoát khỏi này chuyện phiền toái mà vung nổi đây thử nghĩ tông môn đại trưởng lão bị người giết hại ở trong môn loại đại sự này khẳng định liên lụy đông đảo liên quan đến cấp độ này nhân vật cái nào không phải đại lão cha là phi thường phiền toái hơn nữa rất dễ dàng đắc tội với người coi như cha ra được nếu như chứng cứ không đủ xác thực mà đối phương bối cảnh lại miệng lớn đến lúc đó vì một chết đi đại trưởng lão tông môn có nguyện ý hay không chừng chị người kia còn đang chưa biết hơn nữa một khi không tra được, bây giờ nói tốt, tông môn không trách tội. Nhưng là đến thời điểm đây, trả án bất lực, năng lực không được, không thể trọng dụng. Những này thông thường từ ngữ không chừng liền chụp vào người này trên người cả đời. Nói chung chuyện này chính là vất vả không có kết quả tốt, còn có thể có thể chọc cho một thân tao. Thuộc về loại kia có thể trốn xa hơn, tốt nhất liền trốn xa hơn chuyện phiền toái vì lẽ đó trần lê sau khi nói xong toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh các đệ tử đồng loạt toàn bộ cúi đầu liền phẳng phất trong lớp bị lão sư vấn đề học sinh như thế không một người lộ đầu các đệ tử bên trong chỉ có từ thanh tâm tư cũng không ở trên mặt này hắn chỉ là nghe được một câu nói cái gì gọi là trong vòng nửa năm hết thảy nhiệm vụ toàn bộ thủ tiêu nãi nãi của ngươi ở treo ta Vậy hắn sao lão tử nhiệm vụ làm sao đi xong thành? Lão tử từ nơi nào đổi lấy điểm cống hiến? Đột phá trúc cơ sau khi còn muốn củng cố tu vi, cái kia đều cần lượng lớn linh thạch. Đệt, từ thanh vốn còn muốn nói một tiếng trời không tuyệt đường người. Nhưng là bây giờ nhìn tới, hắn đầy mẹ mỗi con đường đều là tuyệt lộ. Nếu không hệ thống xuất hiện, điều này khiến người ta làm sao chơi? Nghĩ tới đây, hắn có chút phẫn hận nhìn về phía phó điện chủ Trần Lê, đều là những này cao tầng hỏng rồi chuyện tốt của mình. Em đi, có muốn hay không mình cũng cho hắn đến một bộ nguyên rủa phần món ăn. Giờ khắc này, đứng trên cung điện Trần Lê lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Sở dĩ đem chuyện này giao cho chư vị đệ tử đi thăm dò, chính là muốn cho bọn họ chủ động gánh hạ xuống đi làm bởi vì lấy bọn họ những trưởng lão này tới nói nếu như cha không ra việc này cái kia liên lụy nhưng lớn rồi nếu như ngươi cha ra vậy còn tốt nếu như cha không ra đó chính là phiền phức nhưng là đối với những đệ tử này tới nói coi như cha không ra tông môn cũng sẽ không quá đáng trách tội cho tới có thể hay không bị người xa lánh nhằm vào vậy còn không đơn giản chỉ cần sau đó chấp pháp điện đối với hắn tiến hành bồi thường thỏa đáng cũng là được rồi nhưng là chuyện này là một cái chuyện phiền toái người nào không biết phía sau ba người kia lão ra hỏa sớm đã dùng cớ né qua như những đệ tử này bên trong không còn người lộ đầu hắn cũng chỉ có thể chính mình gánh dưới việc này cũng không thể ép buộc đệ tử đi thăm dò chứ chuyện này nếu truyền đi e sợ tông môn cái thứ nhất không đáp ứng này vung trách nhiệm cũng vung đến quá rõ ràng nhưng mà nhìn thấy này quần đồng loạt cúi đầu đệ tử tim của hắn liền nguội nửa đoạn xem ra khóa này trong các đệ tử cũng không có loại kia trẻ con miệng còn hôi sữa a à, đều là người thông minh trần lê có chút đau đầu mà đang ở hắn dự định chính mình gánh dưới việc này thời điểm liền nhìn thấy trong đám người hồng y trong các đệ tử có một lãng con mắt mắt sáng như sao người rộng mở ngẩng đầu lên gương mặt căm phẫn sục sôi trần lê nhất thời cảm giác mình được cứu rồi nhìn kỹ trần lê trong nháy mắt nhớ lại thanh niên này thông tin thông điệp người này không phải là cái kia phá án dẫn đệ nhất hồng y đệ tử từ thanh Nghe nói người này năm đó cũng là bởi vì phá án dẫn cực cao, mới bị một đám hồng y đệ tử tiến cử, đặc cách nâng lên vì hồng y, chỉ là tu vi vẫn không có đạt đến chút cơ, kém một chút chút. Đúng rồi, trong đám đệ tử, chỉ sợ cũng chỉ có người này có dũng khí, chắc chắn, có thực lực gánh dưới chuyện này, nghĩ tới đây, Trần Lê quay về từ thanh nhất thời lộ ra nụ cười hiền hòa ha ha, không sai, lão phu lúc trước liền đối với người này khá là xem trọng, bây giờ xem ra nhưng là ta ánh mắt độc đáo. Người này thật là cái có thể dùng tài năng, việc này nếu là cha không ra, đến thời điểm liền đem hắn thu làm môn hạ ta, cũng coi như là bồi thường. Mà hắn lại nhìn cái kia năm tên đệ tử áo tím lúc liền thần sắc mang theo bất mãn. Như vậy không biết làm trưởng bối phận yêu chất thải. Muốn chi cần gì dùng. Mà cái kia năm tên đệ tử tựa hồ đã nhận ra Trần Lê ánh mắt nhìn kỹ, đầu thấp sâu hơn. Trần Lê hừ nhẹ một tiếng, ngược lại nhìn về phía Từ Thanh. "Rất tốt, Từ Thanh, ngươi có dám đỡ lấy việc này?" "Sao?" Toàn bộ bên trong cung điện các đệ tử trong nháy mắt toàn bộ quay đầu nhìn về phía Từ Thanh. Liền ngay cả Trần Lê phía sau ba tên ngủ gà ngủ gật trưởng lão, giờ khắc này cũng mắt bốc kim quang ngẩng đầu lên thật sự có đệ tử tiếp nhận việc này khe nằm thật sự có kẻ ngu si từ thanh bối rối ngạch à được hắn lúc này mới nhớ lại vừa nãy đã phát sinh tất cả trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút việc này có thể tuyệt đối không thể tiếp nhận chính là một cái bô đi ỉa hơn nữa nghĩ đến này trần lê cũng sẽ không mạnh mẽ để cho mình tiếp cái kia truyền đi nhưng là quá đi phạm có điều ngay ở hắn muốn mở miệng cự tuyệt thời điểm, rồi lại nghĩ được việc tu luyện của chính mình. Nửa năm qua này chính là duy nhất một cái nhiệm vụ, nếu như bỏ lỡ nhiệm vụ này, như vậy hắn liền còn muốn đợi thêm nửa năm. Trong nửa năm này vừa không có bất kỳ thu nhập, hắn làm sao tu luyện? Dù cho có hệ thống cung cấp tài nguyên đột phá đến trúc cơ, nhưng là thiên đạo trúc cơ nhưng là cái đại vị vương, đó là cần đại lượng tài nguyên. Nhưng, này Hàn Tinh chết nếu như không có quan hệ gì với hắn nhận cũng là thôi. Nhưng là, cẩn thận ngẫm lại, Từ Thanh cắn răng, quên đi, chờ sẽ chờ đi. Chờ nửa năm, đi thanh y, như thế nào đều so với đỡ lấy cái phiền toái này chuyện thân thiết chứ? Như ký chủ đỡ lấy nhiệm vụ, có thể với ngày kế đặt thành thành tựu mới chính mình điều tra mình. Đang lúc này, Từ Thanh bên tai bỗng nhiên vang lên hệ thống âm thanh từ thanh a à này làm mau a à, một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền bắt đầu tự thú khiếp sợ nữ trưởng môn cầm mạc yêu một tâm hướng đạo nghe chọn bộ tại mê truyện audio com từ thanh trần lê có chút cau mày lẽ nào cái tên này cũng không dám tiếp ho khan một cái từ thanh nhất thời tiến lên một bước một mặt nghĩa chính ngôn từ nói điện chủ đại nhân việc này từ thanh xin chủ động đi thăm dò đại trưởng lão ở ta tông môn càng vất vả công lao càng lớn nếu thật sự làm người làm hại từ thanh nhất định phải vì hắn đòi một lời giải thích vì ta cổ nguyệt tông những kia dốc hết tâm huyết tiền bối đòi một lời giải thích làm cho này thế gian công chính đòi một lời giải thích nói xong cả tòa đại điện yên lặng như tờ các đệ tử trợn mắt ngoác mồm nhìn từ thanh đầy mặt quái lạ sau đó chính là khâm phục dưới cái nhìn của bọn họ đây thực sự là cái trẻ con miệng còn hôi sữa a à. bao quát ba vị trưởng lão cùng trần lê ở bên trong mấy vị đại lão cũng đều đối với từ thanh liên tiếp gật đầu đứa nhỏ này không sai rất tốt mà đông đảo đệ tử cũng bởi vì từ thanh lời nói này mà đối với hắn thay đổi ngày xưa cái nhìn nếu là những người khác đàng hoàng trịnh trọng nói ra lời nói này, bọn họ còn có thể có thể sẽ cảm thấy người này là đang tinh tướng. Có thể nói lời này người là từ thanh. Phá án dẫn gần như hoàn mỹ truyền kỳ đệ tử. Từ, từ huynh thật đẹp trai. Thật oai hùng. Thật bá đạo, trong đám người, hồng y đệ tử Diệp Hồng liễu hai gò má ửng đỏ nhìn từ thanh, hoa mắt mê mẩn đáng tiếc từ sư huynh tựa hồ chỉ quan tâm tu luyện cùng phá án, đồng đảo chấp pháp điện nữ tu giờ khắc này đều là con mắt hiện ra thải quang nhìn từ thanh. Chỉ cảm thấy hắn giờ phút này vô cùng đẹp trai anh Tuấn, đồng thời lòng tràn đầy đáng tiếc. Nhưng vẫn cứ có bộ phận đệ tử trên mặt mang theo xem thường. Ha, hiện tại đem lời nói như thế mãn, đến thời điểm không tra được, nhìn ngươi làm sao ở chấp pháp điện ngốc đến xuống đệ tử áo tím bên trong thì có mấy người thường ngày xem từ thanh cái này phá án cuồng phá không hợp mát. Bây giờ càng là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, chờ nhìn hắn thật là tốt đùa. Có điều, ý nghĩ của người khác từ thanh lúc này cũng đã không để ý tới. Nhiệm vụ là muốn tiếp, lời hung ác cũng thả ra ngoài. Như vậy sau đó phải làm chính là toàn lực ứng phó địa đi, tra tìm hung thủ, hoàn thành nhiệm vụ. Được. Nói thật hay, Trần Lê vui mừng khôn xiết. Người yên tâm, án này nếu giao cho ngươi cha, như vậy đón lấy trong vòng nửa năm, chấp pháp điện hết thầy tài nguyên mặc ngươi sử dụng, tất cả mọi người mặc ngươi chỉ huy. Mặc dù là đệ tử áo tím, cũng nhất định phải toàn lực phối hợp ngươi điều tra án này. Nếu các ngươi bên trong có người nào để ta biết ở đây chuyện trên kéo dài lời biếng, hình đường ngay ở hướng về ngươi vẫy tay, hiểu chưa? trần lê sắc mặt nghiêm nghị toàn bộ đại điện nhất thời bị một luồng đáng sợ linh uy bao phủ ở bên trong rõ ràng chúng đệ tử dồn dập hơi thay đổi sắc mặt đặc biệt là cái kia hai tên xem từ thanh không hợp mắt đệ tử áo tím càng là sắc mặt khó coi nhưng cũng không thể không cao giọng trả lời vừa nãy tất cả mọi người đang trốn tránh chuyện này nhưng bỏ quên trong chuyện này ẩn chứa kỳ ngộ Tình cảnh này, Trần Lê đặt ở trong mắt tâm như gương sáng. Từ thanh, người chỉ để ý yên tâm đi thăm dò, nếu là không tra được, từ lão phu làm bảo đảm, không người dám nói với ngươi chuyện phiếm, hắn nhìn tất cả mọi người lạnh nhạt nói. Vừa nãy ta bốn người đã làm thương lượng, nếu như án này ngươi cha được đi ra, đệ tử áo tím bên trong tất có ngươi ghế. Nhưng nếu như ngươi không tra được, liền từ lão phu tự mình thu ngươi làm đồ đệ, miễn cho bị người khác vì chuyện này nhằm vào." Các đệ tử đều là một mặt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn hướng về Trần Lê, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đến thật sự. Nhìn thấy những đệ tử kia trên mặt lộ ra hối tiếc không kịp vẻ mặt, Trần Lê càng là xem thường. Từ Thanh nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, lão Trần đạt đến một trình độ nào đó a. À? lần này, trực tiếp liền nỗi lo về sau của hắn đều miễn đi. Vậy còn có cái gì tốt nói? Toàn lực ứng phó cha thôi. Ngược lại chính mình cha chính mình, có thể hay không cha ra, còn không phải từ hắn định đoạt. Là, xin mời Trần Điện Chủ yên tâm. Việc này đệ tử tất nhiên toàn lực ứng phó không phụ nhờ và. Từ thanh tiến lên chắp tay mà đứng, cao giọng nói rằng vật ấy chính là chấp pháp điện tử tinh lệnh, nắm lệnh này người, có thể ra vào toàn bộ cổ nguyệt tông ngoại trừ cấm địa bên ngoài tất cả địa phương. Người cầm, của mọi người đệ tử ước ao cùng với hối tiếc không kịp trong ánh mắt từ thanh đem màu tím kia kim loại lệnh bài nắm ở trong tay. Tạ ơn Trần Điện Chủ. Đi ra chấp pháp điện, từ thanh chỉ cảm thấy đầy người ung dung nguyên bản dưới cái nhìn của hắn là chuyện phiền toái cục diện dĩ nhiên đột nhiên trở nên trống trải coi như nhiệm vụ lần này thất bại có thể bị trần lê thu làm đệ tử đó cũng là một chuyện tốt trần lê làm chấp pháp điện phó điện chủ đây chính là cụ linh hậu kỳ đại tu sĩ tu tiên cảnh giới luyện khí trúc cơ kim đan cụ linh nguyên anh người nào không phải thiên nan vạn nan trần lê ở toàn bộ bắc châu cũng là lớn tên lừng lẫy nhân vật có thể trở thành là đệ tử của hắn, không thể so chính mình dằn vặt lung tung cương. Coi như hắn có hệ thống kề bên người, có thể có loại này đại lão bao phủ, phía trước kỳ cũng là thuộc về nghênh ngang mà đi tồn tại. Ha ha, thực sự là trời xanh không phụ lòng người, ta từ thanh một lòng hướng đạo, quả nhiên được đền đáp, hắn không nhịn được có chút đắc ý, người gặp việc vui tinh thần thoải mái a. À ai có thể nghĩ tới hàn lão kẻ trộm ở đoạt ta giới tử túi sau dĩ nhiên chết rồi ha mới vừa nở nụ cười một tiếng từ thanh nhưng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện đột nhiên ngưng nụ cười đang bị hàn tinh cướp đi cái kia giới tử trong túi có một viên đan dược là của hắn thí nghiệm đan dược loại đan dược này cùng bắc châu nổi danh tăng thọ đan hầu như giống như đúc chỉ có từ thanh mình có thể phân biệt mà trong đan dược này thả ở một loại tên là tam hồn thảo linh vật nếu là bình thường luyện đan cỏ này dược có thể để người ta thân thể hoạt tính tăng nhiều thế nhưng như cùng tăng thọ đan phương pháp phối chế đồng thời luyện chế nhưng khiến cho trở thành vật kịch độc có thể hại người thần hồn đây là từ thanh vì phỏng chế tăng thọ đan mà luyện chế ra tới thí nghiệm thuốc theo lý mà nói loại này cấp bậc đan dược mặc dù là có thể hại người thần hồn đối với cụ linh cảnh hậu kỳ hàn tinh tới nói cũng sẽ không có bao lớn tổn thương nhưng nếu đối phương là đang đột phá bước ngoặt ăn loại đan dược này hậu quả kia nhưng là nghiêm trọng vô cùng có khả năng tạo thành bản thân tiêu sái lửa nhập ma cùng thần hồn tan vỡ mà hắn đã sớm nghe nói hàn tinh đã đến cụ linh hậu kỳ viên mãn lúc nào cũng có thể sẽ đột phá trở thành cổ nguyệt tông thứ hai nguyên anh đại tu sĩ có thể hay không này hàn tinh nguyên nhân cái chết đúng là mình cái kia một viên thí nghiệm đan dược tạo thành Càng là ngẫm nghĩ, Từ Thanh lại càng cảm thấy việc này có thể. Lúc trước Hàn Tinh sở dĩ sẽ cướp đồ vật của hắn, chính là vì này tăng thọ đan. Phục hồi tinh thần lại Từ Thanh nhanh chóng xông về chính mình sống một mình tiểu viện, lật tung rồi tất cả tủ chứa đồ. Lúc này mới xác nhận, cái kia một viên biến dị đan xác thực không thấy. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Bắt đầu tự thú, khiếp sợ nữ trưởng môn cầm mạc yêu bắc châu thứ nhất mỹ nữ. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Từ thanh hít sâu một hơi, đột nhiên ở bên trong phòng đi rồi vài vòng. Nếu như nói vừa nãy chuyện đột nhiên xảy ra hắn phản ứng không kịp nữa như vậy hiện tại hắn trong lòng mới nhiều hơn một phần kinh hoàng chết rồi một cụ linh đại tu sĩ đó cũng không phải là chuyện đùa hơi bất cẩn một chút đó chính là vạn kiếp bất phục hắn mạnh mẽ bức bách chính mình ngồi xuống cẩn thận suy nghĩ đến cùng nên xử lý như thế nào chuyện này tình huống trước mắt còn chưa tới xấu nhất mức độ chỉ ít vụ án này là do ta đến điều tra chính là ta hiện nay bảo đảm lớn nhất huống hồ chính ta cũng không có thể xác định hàn tinh chính là vì vậy mà chết, chỉ cần vụ án còn đang trong tay ta một ngày, như vậy thì sẽ không có người liên tưởng đến trên người ta đến. Dù sao ở bên người xem ra ta một luyện khí kỳ tuyệt đối không thể giết chết cụ linh hậu kỳ hàn tinh, vì lẽ đó hiện nay tới nói, tính mạng của ta là không có bất cứ uy hiếp gì. Ta có thể không cần vì vậy mà cảm thấy lo lắng lo lắng, đây là không cần thiết cảm xúc, đúng, không cần thiết cảm xúc. Ta hiện tại không cần thiết sợ sệt, không cần thiết hoảng hốt, mà là muốn suy nghĩ, chuyện này hiện nay đối với ta mà nói cũng không phải chuyện xấu, mà là một chuyện tốt. Từ Thanh không ngừng đối với mình làm tâm lý ám chỉ, từ từ thật sự bình tĩnh lại. Đầu tiên, xác định Hàn Tinh đích thực chính nguyên nhân cái chết là vô cùng cần thiết, hắn rốt cuộc là chết như thế nào, điểm này chỉ có triệt để xác định sau khi mới có thể kết luận đồng thời ta muốn trước đem tu vi tăng lên tới trúc cơ kỳ thiên đạo trúc cơ loại này cảnh giới trong truyền thuyết mạnh bao nhiêu ta ngược lại thật ra rất chờ mong hơn nữa cuối cùng dù cho thật sự sự tình bại lộ giết chết hàn tinh chuyện tình cũng không phải ta có ý vì đó lẽ nào hắn đặt đồ vật của ta bị độc chết không phải đáng đời sao chỉ là hàn tinh rốt cuộc là cái cụ linh tu sĩ tông môn coi như muốn trách tội cũng cần tìm cớ nếu như ta thật có thể thành công thiên đạo trúc cơ đây chính là bảo đảm tông môn sẽ không làm khó ta to lớn nhất hộ thân phù ngàn năm khó tìm một cái thiên đạo trúc cơ tông môn tuyệt đối không thể bởi vì vô tâm chi mất mà khiển trách một thiên tài từ thanh trong mắt lóe ra một tia bình tĩnh vẻ thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất còn chưa phải muốn bại lộ thiên đạo trúc cơ chuyện tình quá mức trói mắt thiên tài đều là sống không lâu ngoài ra trong tông môn còn có một người cần hắn đi xử lý biết hắn bị hàn tinh cướp đi giới tử túi toàn bộ trong tông môn trừ hắn ra cùng hàn tinh ở ngoài liền chỉ có một người chính là cái kia cùng hắn làm lòng đất giao dịch nội môn đệ tử lúc trước cũng bởi vì tư thanh cùng người này làm liên quan với địa hàn thảo cùng tăng thọ đan giao dịch cho nên mới đưa tới hàn tinh quan tâm mà bây giờ Hàn Tinh chết rồi, duy nhất có khả năng đem Từ Thanh cùng việc này liên hệ tới, chỉ sợ cũng chỉ có tên kia nội môn đệ tử. Từ Thanh rộng mở đứng dậy, ta có thể nghĩ biện pháp để hắn ăn vào vong hồn đan, như vậy gần nhất hơn 10 ngày bên trong chuyện tình hắn cũng có quên, loại này quên là vĩnh cửu, không cách nào khôi phục. Chỉ cần hắn không nhớ ra được chuyện này, liền vĩnh viễn sẽ không liên lạc với trên người ta mà người khác có thể hay không đem sự tình liên tưởng đến bước đi này cũng còn không biết chớ nói chi là từ một quên giao dịch với ta trôi qua đệ tử trên người hỏi ra cái gì vong hồn đan có thể ngụy trang thành nguyên linh đan đó là trúc cơ tu sĩ nhất thường dùng củng cố tu vi đan dược bằng vào ta đan đạo đối phương nhìn thấu khả năng thật rất nhỏ chỉ cần nghĩ biện pháp đem vong hồn đan lẫn vào nguyên linh đan bên trong bán cho người kia là được rồi hầu như trong nháy mắt từ thanh liền nghĩ đến đối sách như vậy đón lấy chủ yếu nhất là tiên tìm ra lúc trước cái kia giao dịch với ta nội môn đệ tử là ai nghĩ tới đây hắn thẳng thắn thay đổi một thân bộ đồ mới ở bên hông treo lên từ tinh lệnh nhanh chân hướng về ngoài cửa đi đến Ta nhất định phải nhanh, ở tất cả mọi người phản ứng lại trước hoàn thành tất cả những thứ này. Bởi lòng đất giao dịch là trong bóng tối tiến hành, đồng thời song phương đều ẩn tàng thân phận, vì lẽ đó không có ai biết đối phương là người nào. Nhưng nếu là hữu tâm đi thăm dò, vẫn là có thể tra ra chút đầu mối. Chỉ cần quyết định trong kia môn đệ tử Từ Thanh mới có thể an tâm đi xử lý Hàn Tinh chuyện tình lại nói hắn cũng không có muốn giết chết đối phương, chỉ là làm cho đối phương quên một ít chuyện mà thôi. Cổ Nguyệt Tông chủ phòng, Cổ Nguyệt Phong, có thể lấy Cổ Nguyệt làm tên, chỉ có một nguyên nhân. Ngọn núi này chính là Cổ Nguyệt Tông Tông chủ vị trí thánh địa, là cả Cổ Nguyệt Tông hạt nhân địa vực. Cổ Nguyệt Phong đỉnh, một tên trên người mặc lam nhạt quần dài bóng người chính đang tập luyện một thanh đoạn nhận. Chuôi này đoạn nhận cực kỳ cổ điển, xem ra phảng phất là một thanh phá hủ đoạn đao. Nhưng tất cả mọi người biết, chuôi này đao chính là cổ nguyệt tông tên gọi khởi nguồn. Đoạn cổ cuồng nguyệt, chỉ có tông chủ mới có thể nắm chi. Chuôi này đoạn đao, có người nói đã từng là một cái cổ xưa bảo vật bị cổ nguyệt tông tổ sư trong lúc vô tình được, từ đó sáng lập cổ nguyệt tông. Giờ khắc này, chuôi này đoạn nhận lại bị một mềm mại bóng người tỏ ra uy thế hừng hực thì triển là một bộ cổ nguyệt tông trụ cột nhất đao pháp. Đối với chúc cơ trở lên tu vi tu sĩ, đao pháp này dĩ nhiên vô dụng. Nhưng Liên Tiên Nhu nhưng mỗi ngày đều muốn luyện tập một lần. Bởi vì đây là phụ thân để cho nàng quý báo nhất hồi ức. Nàng sở dĩ như vậy quan tâm cổ nguyệt tông vị trí tông chủ cũng chính là vì hoàn thành phụ thân chưa hết tâm nguyện, đem cổ nguyệt tông phát triển vì là Bắc Châu đệ nhất tiên tông nếu không có như vậy nàng đã sớm theo đuổi nàng tiên đạo đi tới bá ngay ở đao pháp thu thế chớp mắt một đạo vặn vẹo cái bóng lặng yên xuất hiện ở nàng mười bước ở ngoài tông chủ hôm nay tình báo mới nhất bóng hình xinh đẹp xoay tay thu hồi đoạn nhận liếc mắt cái kia vặn vẹo cái bóng ừ cái bóng lần thứ hai im hơi lặng tiếng biến mất không còn tăm hơi chỉ ở tại chỗ để lại một viên thẻ ngọc vị này vừa kết thúc luyện đao bóng hình xinh đẹp, chính là cổ Nguyệt Tông đương nhiệm Tông Chủ, Liên Tiên Nhu. Bắc Châu đệ nhất Mỹ nữ, một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền. Bắt đầu tự thú, khiếp sợ nữ trưởng môn cầm mạc yêu ba người. Nghe chọn bộ tại mê audio com liên tiên nhu đời trước cổ nguyệt tông tông chủ liên diệt con gái cổ nguyệt tông đời mới tông chủ thượng vị có điều 30 năm thực lực dĩ nhiên đến nguyên anh sơ kỳ chính là bắc châu tiếng tăm lừng lẫy liên tiên tử một thân tư thái thon dài ôn nhu lại kia ôn nhu vừa là dung mạo trên cũng là khí chất trên tay như nhu di nhan như thuấn hoa già như mỡ đông, khí như u lan. Có người nói năm đó Bắc Châu đệ nhất đại tông hám thiên tông tông chủ lý thành phong, liền đối với hắn nhất kiến trung tình, khổ sở theo đuổi nhiều năm mà không. Người ở bên ngoài xem ra, liên tiên nhu có thể nói là phong quang vô hạn. Vừa là danh chấn Bắc Châu đại tông chi chủ, lại là vang danh thiên hạ tuyệt mỹ tiên tử. Nhưng không người hiểu rõ, kỳ thực liên tiên nhu người tông chủ này vị trí, kỳ thực ngồi phi thường khổ cực. Đừng xem phong quang, nhưng thực địa vị bất ổn, tràn ngập nguy cơ. Bởi vì cổ nguyệt tông tất cả trưởng lão đều là bối phận cao hơn nàng. Vì lẽ đó ở lúc trước cho phép tông chủ một chuyện trên, có thể nói tao ngộ tầng tầng trở ngại. Tất cả trưởng lão bên trong có một nửa đối với nàng làm tông chủ biểu thị bất mãn. Chỉ vì cha thân liên diệt khi còn sống bá đạo tiệt luân mà không đến không đồng ý liên diệt mọc cánh thành tiên sau trong tông môn đối với nàng bất mãn tiếng càng ngày càng kịch liệt mà đại trưởng lão hàn tinh nhưng là nàng lớn nhất đối thủ cạnh tranh đối phương mơ ước vị trí tông chủ rất nhiều năm thường thường tìm việc muốn kết tội tông chủ mà thân phận lại là đời trước tông chủ liên diệt đại đệ tử vì lẽ đó trong tông môn rất nhiều trưởng lão đều đối với hắn khá là chống đỡ huống hồ hàn tinh tu vi đến cụ linh đại viên mãn lúc nào cũng có thể đột phá đến nguyên anh cảnh giới càng làm cho liên tiên nhu như đứng đống lửa như ngồi đống than liên tiên nhu hầu như đem chính mình có một nửa tinh lực đều dùng ở đối phó hàn tinh trên người tu vi cũng vì vậy mà không thể không đình trệ ở nguyên anh sơ kỳ chậm chạp không cách nào đột phá mà nàng sở dĩ như vậy quan tâm người tông chủ này vị trí cũng chỉ là vì hoàn thành phụ thân năm đó nguyện vọng thôi xoay tay đem thẻ ngọc hút tới liên tiên nhu tùy ý ngồi ở đất trống bên cạnh một chỗ trên băng đá thưởng thức thẻ ngọc nhưng chậm chạp không có đi xem bởi vì nàng trong lòng còn đang vì là một chuyện khác khó khăn không nghĩ tới hàn tinh người này dĩ nhiên thật đã chết rồi nhưng là làm sao biết chứ cái kia tông ta động tay động chân chấn hồn hoa nhiều nhất cũng chỉ có thể để hắn tu vi bị hao tổn nhưng là ai có thể nghĩ tới hắn dĩ nhiên chết rồi chẳng lẽ hắn dùng đến đột phá nguyên anh kỳ vật liệu tất cả đều chuẩn bị đầy đủ chuyện này đã như thế hắn cái chết vô cùng có khả năng là cái kia cây chấn hồn hoa tạo thành liên tiên nhu phiền muộn xoa xoa mi tâm hàn tinh thường xuyên nhằm vào nàng nàng cũng không phải không có phản kích thủ đoạn mà bụi cây này chấn hồn hoa chính là nàng thủ đoạn chấn hồn hoa chính là cụ linh hậu kỳ tu sĩ đột phá đến nguyên anh kỳ lúc cần thiết thiên tài địa bảo chỉ có trải qua chấn hồn hoa tắm tôi linh khí sau khi cụ linh tu sĩ đột phá nguyên anh xác suất mới có thể lớn lên liên tiên nhu dụng kế làm cho hàn tinh tới tay một cây bị nàng hơi gian lận chấn hồn hoa vốn là ý nghĩ chỉ là để hàn tinh tu vi rơi xuống mà khiến nàng địa vị vững chắc mà thôi nhưng không hề nghĩ rằng dĩ nhiên chết rồi liên tiên nhu nhất thời cho rằng hàn tinh là bị chính mình hại chết nếu là việc này nếu bị người biết nàng kia người tông chủ này vị trí đem không còn tồn tại nữa mà cha nàng trước khi chết tâm nguyện cũng lại không thực hiện ngay hơn nữa hàn tinh chết nàng có to lớn nhất hiểm nghi bởi vì hai người trong ngày thường oán thù trong tông môn mọi người hầu như cũng biết vì lẽ đó thái thượng trưởng lão mới có thể để chấp pháp điện xử lý chuyện này mà không để cho mình hỏi đến không có cách nào hỏi đến cũng là mang ý nghĩa chấp pháp điện làm sao điều tra nàng chút nào cũng không thể can thiệp đồng thời đại trưởng lão chết để cho bọn họ cổ nguyệt tông thực lực có thể nói là chợt giảm xuống bắc châu thập đại tông ở bề ngoài mỗi cái đều có ít nhất ba vị cụ linh hậu kỳ một vị nguyên anh mà bây giờ cổ Nguyệt Tông chỉ còn hai vị cụ linh hậu kỳ ở cao cấp về mặt chiến lực thiếu hụt tất nhiên làm cho bọn họ ngã ra Bắc Châu Tông môn thê đội thứ nhất. Cho tới thái thượng trưởng lão, không cân nhắc ở bên trong, đó là lá bài tẩy. Tin tức này là che giấu không được. Mà thực lực giảm xuống, thiên huyền tinh tu chân liên minh cũng nhất định sẽ giảm bớt cổ nguyệt tông cai quản địa vực diện tích. Vì lẽ đó tông môn cũng ngay lập tức công bố ra bên ngoài đại trưởng lão tin qua đời, vẫn chưa nghĩ đi che giấu. Chỉ là, đã như thế, cổ Nguyệt Tông ở Bắc Châu tình thế liền nghiêm trọng lên. Giờ khắc này cổ Nguyệt Tông, có thể nói là nội yêu ngoại hoạn. Nếu đại trưởng lão nguyên nhân cái chết bị tra ra, cái kia liên tiên nhu tất nhiên không kết quả tốt. Đến lúc đó, cổ Nguyệt Tông cũng đem rơi vào vực sâu bây giờ chính đang nàng tâm lực quá mệt mỏi thời điểm cho nên nàng mới có thể nhớ tới ở đây diễn luyện này từ nhỏ luyện đến đại đao pháp nàng chính là muốn suy nghĩ một hồi nếu như phụ thân gặp phải chuyện như vậy sẽ xử lý như thế nào thế nhưng liên tiên nhu thật sự là không quen đùa bỡn quyền mưu lòng người nghĩ tới nghĩ lui nàng đều không nghĩ tới cái gì tốt phương pháp giải quyết ngoại trừ đem chuyện nào che giấu đi làm bộ chính mình không biết còn có thể làm thế nào đây liên tiên nhu buồn phiền lắc đầu đem cái viên này tình báo thẻ ngọc đặt tại mi tâm rất nhanh nàng liền hơi nhướng mày gỡ xuống thẻ ngọc căn cứ tình báo tin tức chấp pháp điện sẽ có hồng y đệ tử từ thanh bắt tay điều tra đại trưởng lão bỏ mình một chuyện từ Thanh, luyện khí hậu kỳ, chấp pháp điện hồng y đệ tử, chấp pháp điện cho tới nay mới thôi một vị duy nhất phá án dẫn ở 99% truyền kỳ đệ tử. Từ chấp pháp điện tùy tùng đệ tử đến đệ tử áo xanh chỉ dùng 3 tháng, liên phá 4 cái ngoại môn án kiện, án được chấp pháp điện đệ tử áo xanh tập thể tiến cử, trở thành thanh y. Lại dùng 1 năm lên cấp trở thành hồng y đệ tử kiểm tra thẻ ngọc này bên trong liên quan với từ thanh tin tức cạn kẽ, liên tiên nhu nhất thời đứng lên khỏi ghế. Từ thanh, trong mắt của nàng lập lòe không tên ánh sáng. Sau đó, biến thành một vẻ ôn nhu vẻ. Hóa ra là đứa bé này, ôi! Từ thanh nhưng chính hướng về nội môn đệ tử chỗ ở Nguyệt Nhận Phong đi đến. Nội môn đệ tử tổng cộng có 305 người, người nào sẽ cần tăng thọ đan như vậy tăng cường tuổi thọ ai tầm, Từ Thanh ở trong lòng tự hỏi nói. Hắn bây giờ nhất cử nhất động có thể đều chịu đến những kia đại tu sĩ quản chế. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng hắn vẫn không dám có chút biểu lộ. Hết thầy tất cả suy lý, phân tích hoạt động cũng chỉ là ở trong lòng tiến hành như vậy mặc dù thực sự có người ở quản chế hắn cũng sẽ không phát hiện hắn là đang suy tư làm sao tiêu diệt chứng cứ hay là đang giải quyết đại trưởng lão vụ án tuổi thọ đã hết vẫn như cũ không cách nào đột phá nội môn đệ tử mới có thể điên cuồng tìm kiếm tăng thọ gì đó như vậy người này liền có hai cái đặc thù số một tuổi tác lớn thứ hai tu vi hồi lâu không có đột phá từ thanh hai hàng lông mày nhíu chặt tự nói bởi vì cha án có tiện lợi có thể để cho Từ Thanh hiểu rõ đến hết thảy nội môn đệ tử tu vi cùng với số tuổi thọ trong này. Từ Thanh nhanh chóng ở trong đầu qua một lần chính mình nắm giữ rất nhiều nội môn đệ tử tin tức cạn kẽ. Chỉ có ba người phù hợp mục tiêu, nội môn đệ tử Lương Chính, Thôi Tĩnh, Thường Nhạc Sơn hai nam một nữ nói cách khác ngày ấy giao dịch với ta người tất nhiên tại đây trong ba người cho tới là ba người này bên trong ai ngược lại không tiện xác định từ thanh cẩn thận hồi tưởng lần đó lòng đất giao dịch tình hình lắc lắc đầu ngày ấy gặp lại lúc song phương đều mặc áo bào đen đồng thời bao phủ ngăn cách phép thuật vì lẽ đó không cách nào phán đoán hình thể Thậm chí đều không có nói chuyện nhiều, chỉ làm thủ thế cũng không từ phán đoán âm thanh tất cả giao dịch đều là thủ thế đến tiến hành. thế nhưng cái tay kia ta đã thấy quá chỉ sợ không phải nữ tử tay. nói cách khác người này là lương chính cùng thường nhạc sơn khả năng càng to lớn hơn nhưng không bài trừ thôi tĩnh tay hình dáng giống nam nhân. xem ra chỉ có thể đi nội môn tìm xem ba người này mời đọc chuyện hài hước nhảy 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 bắt đầu tự thú khiếp sợ nữ trưởng môn cầm mạc yêu triệt để an tâm nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com bất quá ta trên người bây giờ liên lụy nhiều lắm ánh mắt một khi lên đường chuyển động thân thể tất nhiên phải có một lý do bằng không nhất định phải gây nên người hoài nghi từ thanh bước chân bỗng nhiên dừng lại trong đầu linh quang lóe lên ba người này động phủ vị trí phương vị đều tương đối gần hàn tinh động phủ đúng là miễn cưỡng có thể tính là một cái hỏi dò lý do dọc theo đường đi rất nhiều nội môn đệ tử nhìn thấy hắn mặc lá đỏ dùng dồn dập trên mặt mang theo vẻ kiêng dè đi theo đường vòng không muốn cùng hắn chính diện đụng nhau mà ở nhìn thấy bên hông hắn mang theo từ tinh lệnh lúc càng là sắc mặt kịch biến tránh ra thật xa từ thanh đối với lần này cũng không ngoài ý muốn, cũng không chút nào dư để ý tới. Nội môn đại đệ tử trần mặc chỗ ở ở ngoài. Từ thanh ôm quyền mà đứng, linh khí ngưng tụ ở cuống họng, cất cao giọng nói. Tại hạ chấp pháp điện từ thanh, lần này đến đây có việc cùng tuần, không biết Trần Sư Huynh có đó không, trong viện hồi lâu không có vang lên đáp lại. Chỉ là đứng trần mặc cửa viện trước, từ thanh là có thể cảm nhận được phía sau rất nhiều quan sát ánh mắt đó là một ít tham gia trò vui nội môn đệ tử. Liên quan với từ thanh tiếp nhận điều tra đại trưởng lão bỏ mình một chuyện dĩ nhiên truyền khắp toàn bộ cổ Nguyệt Tông. Hắn đến mức đều sẽ có người hiếu kỳ quan sát. Không muốn ló mặt sao? Từ thanh nhíu nhíu mày. Hắn rõ ràng cảm nhận được trong viện vẻ này hùng hồn sóng linh lực nhưng mà đối phương chính là không làm trả lời. Đây là đang cho hắn hạ mã uy vẫn là nói đơn thuần không muốn gặp hắn. Ngay ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, một bóng người nhưng bỗng nhiên lao ra gian nhà, mang theo ác liệt linh khí đi tới trước mặt hắn. Một thân mắt sáng như sao mài kiếm, vóc người thon dài. Trên người linh khí tuy rằng ác liệt, nhưng là nhưng khuôn mặt mang cười, khiến người ta như gió xuân ấm áp giống như vậy, nhìn cũng rất thân thiết người này chính là nội môn đại đệ tử Trần Mặc địa đạo trúc cơ hậu kỳ tu vi, thực lực cực cường. Có người nói chính đang sung kích kim đan cảnh giới. Dĩ nhiên là cổ Nguyệt Tông trong hàng đệ tử hàng đầu hạng người. Chỉ đứng sau những đệ tử chân truyền kia, được xưng trăm năm khó gặp thiên tài. Để từ sư đệ đợi lâu, thực sự xin lỗi. Trần mặc vội vàng mở ra cửa viện quay về từ thanh áy náy cười nói. Vừa nãy chính đang tập luyện một môn bí thuật, thật sự là không cách nào gián đoạn, mời đến. Từ Thanh không rõ ràng đối phương nói thật hay giả, bất quá hắn cũng không có ý định truy cứu. Mà là cười nói, là Từ Thanh làm phiền, thực sự xin lỗi. Trần Mặc khoát tay áo một cái ra hiệu không cần chú ý, sau đó nhìn về phía Từ Thanh, hỏi dò ý đồ đến. Từ Thanh khách khí một hồi liền thẳng vào chủ đề. Đi vào thì không cần, ta đến chỉ là muốn hỏi một chút Trần huynh liên quan với nội môn ba tên đệ tử tâm tích. Rời đi Trần mặc chỗ ở Từ Thanh đã xác nhận cái kia ba tên đệ tử vị trí. Ngoại trừ tên kia gọi thôi Tĩnh nữ đệ tử ở ngoài, còn lại hai người tất cả đều ở bên trong môn tĩnh tu, hơn nữa vừa ở trước đây không lâu hiện thân quá. Chỉ có cô gái này đệ tử thôi Tĩnh cũng đã biến mất rồi hơn 10 ngày thời gian đệ tử trong môn phàm là cùng Thôi Tĩnh quen biết, dai cho rằng nàng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Thôi Tĩnh, thành từ thanh hàng đầu mục tiêu. Nhưng là từ thanh tra khắp tất cả nhiệm vụ đại sảnh đăng ký, cũng không có tìm tới Thôi Tĩnh tên. Nói cách khác tên này gọi Thôi Tĩnh nữ đệ tử vẫn chưa rời đi tông môn chấp hành nhiệm vụ. Tuy rằng này không thể nói rõ cái gì nhưng là lại làm cho Từ Thanh càng phát xác nhận, hắn muốn tìm tên kia nội môn đệ tử chính là nữ tử này. Như vậy, cũng chỉ còn lại ba loại khả năng. Hoặc là, người này là đi ra ngoài vân du. Hoặc là chính là tìm địa phương bế quan. Hoặc là, chính là bất ngờ mất tích. Căn cứ Thôi Tĩnh sát vách động phủ đệ tử từng nói, hắn đã 10 ngày đều không có nhìn thấy Thôi Tĩnh trở về ra ngoài Vân Du khả năng không phải là không có, nhưng quá nhỏ. Người này chính như ta dự liệu năm nay dĩ nhiên 170 tuổi, mặc dù là ở bên trong trong môn phái, lớn như vậy tuổi tác đệ tử đã ở số rất ít, chúc cơ sơ kỳ tu vi chỉ có 200 năm tuổi thọ. Nhưng mỗi người cũng không phải có thể sống đến hoàn chỉnh số tuổi thọ, phần lớn tu sĩ bởi vì thương thế bệnh cũ hoặc là những nguyên nhân khác mà dẫn đến tuổi thọ chỉ có 189 như vậy, này thôi tĩnh e sợ tuổi thọ đã hết, vào lúc này không nỗ lực đột phá cuối cùng bác một cái, làm sao có khả năng đi ra ngoài vân du. Huống hồ nàng cần tăng thọ đan, liền nói rõ cũng không phải muốn từ bỏ, như vậy, loại bỏ vân du khả năng. Thứ yếu, ở nơi nào đột phá bế quan có thể so sánh được với tông môn linh hàn động đây, cổ nguyệt tông linh hàn động là xây dựng ở một cái trung phẩm trên linh mạch tu luyện bảo địa ở toàn bộ bắc châu nơi như thế này cũng không đến mười ngón số lượng đây là đệ tử trong môn đột phá bế quan đất lành nhất mới vì lẽ đó vì lẽ đó to lớn xác suất là mất tích hơn nữa người này mất tích vô cùng có khả năng cùng hàn tinh có quan hệ trở lại nguyệt nhận phong từ thanh lần thứ hai tìm tới trần mặc ở trần mặc cùng đi từ thanh đi tới thôi tĩnh động phủ trước lấy ra từ tinh lệnh truyền vào linh khí khảm nạm ở trên vách núi động phủ cửa lớn theo tiếng mà mở trận pháp phòng ngự toàn bộ đóng đây chính là từ tinh lệnh quyền lực có thể ra vào ngoại trừ tông môn cấm địa ở ngoài bất kỳ địa phương nào tiến vào động phủ xoay chuyển vài vòng cẩn thận kiểm tra rồi mỗi một góc từ thanh xác định thôi tĩnh thật sự mất tích đồ dùng hàng ngày toàn bộ đều ở mà động phủ nhưng hồi lâu không người quản lý di động một tầng mỏng xám hàn tinh bỏ mình thôi tĩnh mất tích trở lại tiểu viện của mình từ thanh ngồi ở trên ghế cẩn thận suy tư phân tích hôm nay lấy được hết thảy thông tin thông điệp tăng thọ đan là ta từ một cổ tu trong động phủ tìm được việc này không người nào có thể biết sau đó thôi tĩnh biết ta có tăng thọ đan mà hàn tinh chính là thông qua nàng tìm được rồi ta tuy rằng ta còn không biết hàn tinh dùng là là cái gì thủ đoạn như vậy tăng thọ đan chuyện tình cũng chỉ có ta thôi tĩnh còn có hàn tinh ba người biết hiện tại cẩn thận ngẫm lại này tăng thọ đan có thể tăng cường bất luận người nào tuổi thọ hơn nữa không hạn chế tu vi tuy rằng một viên chỉ có thể tăng cường một năm tuổi thọ ở tu sĩ cấp thấp bên trong ngăn ngắn một năm có thể không có tác dụng gì nhưng là đối với những kia tuổi thọ đã hết tu sĩ cấp cao tác dụng của viên thuốc này trở nên cực kỳ quý giá thậm chí vì thế phương pháp luyện đan nhấc lên một trường máu me cũng vô cùng có khả năng từ thanh thở dài một hơi trước đây dĩ nhiên đem điểm này bỏ quên nếu không phải hàn tinh bỏ mình chuyện này liên lụy ta còn thực sự không nghĩ tới những thứ này là ta bất cẩn rồi cứ như vậy, tăng thọ đan tác dụng cùng giá trị đem tăng lên rất nhiều, hàn tinh người này vốn là vô cùng tham lam, hơn nữa gian trá giảo hoạt. Lấy hắn làm người, một khi xác nhận tăng thọ đan đặc thù, tất nhiên sẽ đem biết chuyện này thông tin, thông điệp những người khác ngoại trừ. Như vậy ta hầu như có 90% chắc chắn, này thôi tĩnh chính là bị chỗ hắn sửa lại, mà cho nên ta còn sống, hoặc là hắn còn chưa kịp xử lý ta đã chết rồi hoặc là chính là hắn muốn giữ lại ta có tác dụng khác đồng dạng chưa kịp tự tử cho tới làm sao làm được xử lý thôi tĩnh mà không phát động hồn điện nội môn đệ tử mệnh hồn đăng này từ thanh sẽ không rõ ràng mệnh hồn đăng bên trong đặt cổ nguyệt tông mỗi một cái đệ tử chính thức bao quát trưởng lão tâm huyết chỉ cần người kia bỏ mình ở bắc châu cảnh nội như vậy hồn đăng sẽ tắt do đó thông báo tông môn nhưng là thôi tĩnh hồn đăng nhưng thiêu đốt thật là tốt thật đĩa có điều, nếu thôi tĩnh mất tích như vậy Hàn Tinh bỏ mình chuyện này sẽ thấy cũng không có ai có thể liên lạc với trên người ta. Nói cách khác ta an toàn, từ thanh nhất thời cảm thấy cả người ung dung. Nằm ở trên giường, hắn vuốt bên hông giới tử túi, trong lòng từ từ lửa nóng lên. Vẻn vẹn hao tốn nửa ngày thời gian liền để hắn không còn nỗi lo về sau. Có thể nói là vật cực kỳ xứng đáng như vậy đón lấy chính là đối ngoại cố gắng diễn kịch, diễn xuất, biểu diễn một bộ ta toàn lực ứng phó điều tra án kiện, án giáng dấp. Đồng thời mượn chuyện này bên trong ta chiếm được quyền bính làm hết sức nhanh chóng tăng cao tu vi, sau đó mà chính là đột phá tu vi, thành tựu thiên đạo trúc cơ. Từ thanh sờ sờ chính mình giới tử túi, con mắt tỏa ánh sáng hướng đi mật thất dưới đất. Một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Bắt đầu tự thú, khiếp sợ nữ trưởng môn cầm mạc yêu thiên đạo trúc cơ. Nghe chọn bộ tại mê audio com Thượng phẩm trúc cơ đan. Ngàn năm chu quả, ngàn năm địa nhũ, ngàn năm hàn tinh. Nhìn trước mắt này bốn dạng item, từ thanh không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Cứ việc dùng Phong Linh phù đem toàn bộ dưới mật thất bên trong tất cả mở miệng toàn bộ dán một lần, hắn vẫn cứ cảm giác thấy hơi thấp thỏm. Sở dĩ không đi linh hàn động đột phá, cũng là bởi vì nơi này mỗi một dạng đồ vật nếu như chảy ra đi đều sẽ gợi ra một trường máu me cướp giật. Chính là cảnh giới cao hơn Kim đan tu sĩ, Cụ linh tu sĩ, thậm chí còn Nguyên anh tu sĩ đều sẽ điên cuồng. Hắn cũng không dám mạo hiểm thiên đạo trúc cơ sở dĩ khó. Cũng là bởi vì ngoại trừ trúc cơ đan ở ngoài, còn lại ba loại ngàn năm linh vật phi thường khó tìm. Hiếm thấy, hy hi hữu, chu quả, địa nhũ, hàn tinh. Này ba loại thiên tài địa bảo tuy rằng quý hiếm, nhưng cũng cũng không phải cái gì tuyệt thế linh vật. Hiếm thấy ở chỗ cái kia, ngàn năm, hai chữ. Bây giờ Bắc Châu xuất hiện qua những này linh vật, hầu như đều ở 500 năm trở xuống bảy tám trăm năm cũng khó khăn đến vừa thấy. Chớ nói chi là ngàn năm, mà viên này tại đây bốn dạng ai tầm bên trong không đáng giá tiền nhất thượng phẩm trúc cơ đan. Cũng đầy đủ giá trị 50.000 khối linh thạch hạ phẩm. Sùng sục nuốt ngụm nước bọt từ thanh thả lỏng thân thể bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hai trụ hương sau khi từ thanh tinh thần trạng thái đạt đến đỉnh cao, cả người linh lực hoàn toàn dồi dào mở mắt ra từ thanh từ giới tử trong túi lấy ra hơn trăm khối linh thạch hạ phẩm đặt ở xung quanh cơ thể có điều nghĩ đến chốc lát hắn lại thẳng thắn đem chính mình còn sót lại hơn hai trăm khối linh thạch hạ phẩm toàn bộ lấy ra đây là hắn bây giờ toàn bộ dòng dõi có này bốn dạng ai tầm cũng không đại biểu hắn liền nhất định sẽ thành công đạt đến thiên đạo trúc cơ nhưng nếu như hôm nay đột phá thành công cũng đủ để nghịch thiên cải mệnh ta nhất định phải buông tay một kích từ thanh cơ hồ là đánh tới hoàn toàn tinh thần. Nếu như thất bại, e sợ đời này cũng không thể lại có thêm cơ hội để hắn thử nghiệm một lần thiên đạo trúc cơ. Nhìn bên cạnh không ngừng tản ra mịt mờ linh khi óng ánh linh thạch từ thanh hồi tưởng đến công pháp bên trong liên quan với trúc cơ quy trình giới thiệu. Hắn tu luyện Nguyệt Hoa Kinh là cổ Nguyệt Tông cao cấp công pháp, chỉ có chấp pháp điện hồng y đệ tử ngang nhau thân phận mới có thể hối đoái làm đột phá trúc cơ, hắn rất sớm liền đổi công pháp trúc cơ thiên. Liên quan với đột phá trúc cơ quá trình, cũng đã sớm rõ ràng trong lòng. Hít sâu một hơi, từ thanh từ cái kia viết trúc cơ đan, trong bình ngọc đổ ra một viên tản ra mùi thơm ngát đan dược. Chỉ là nghe thấy một hồi, hắn cũng cảm giác được trong cơ thể mình linh khí bắt đầu sao động lên. Thứ tốt, không dám do dự, từ thanh đem cái này thượng phẩm trúc cơ đan nuốt vào trong bụng sau đó bắt đầu toàn lực vận chuyển công pháp thôi thúc trong cơ thể linh lực tiêu hóa viên thuốc này dần dần theo công pháp vận chuyển từ thanh bên ngoài thân từ từ hiện lên một tầng óng ánh linh quang cái kia linh quang giống như là một tầng mỏng manh ánh trăng bao phủ ở trên người như thế để từ thanh bóng người đều trở nên mông lung lên đồng thời trong mật thất linh khí cũng bắt đầu chậm rãi hướng về từ thanh thân thể áp sát trong cơ thể hắn trong đan điền, linh khí bắt đầu từ từ co rút lại xoay tròn. Cuối cùng tạo thành một linh khí vòng xoáy. Vòng xoáy xúc động càng nhiều linh khí. Tự thân cũng không đoạn hướng về vòng xoáy trung tâm đè ép, sụp lui. Vậy thì như là dẫn phát xích hiệu ứng như thế. Trúc cơ chính là để trong cơ thể linh khí ngưng luyện thành dịch phát sinh biến hóa về chất. Hóa lỏng linh khí là trúc cơ quan trọng nhất sinh sắn cao trăm trượng lâu bắt nguồn từ nền đất trúc cơ chính là tu sĩ tu vi nền đất theo linh khí vòng xoáy xoay tròn tốc độ tăng nhanh từ thanh trong cơ thể linh khí càng phát sôi cháo cùng lúc đó bốn phía linh thạch bên trong cũng không đoạn có linh khí tiêu tán mà ra bị từ thanh hấp thu cuối cùng hắn trong đan điền linh khí vòng xoáy càng ngày càng khổng lồ thậm chí đã biến thành màu đỏ thắm mà màu sắc từ từ trở nên thâm thúy ở đây màu đỏ thẫm vòng xoáy bên trong. Có một vệt óng ánh bảy màu linh lực chính đang không ngừng thôi thúc vòng xoáy xoay tròn. Đây chính là cái viên này thượng phẩm trúc cơ đan đan dịch. Này màu đỏ thẫm linh khí vòng xoáy chính là nhân đạo trúc cơ sắp thành công tiêu chí. Nhưng rác rửa nhất nhân đạo trúc cơ không phải là hắn muốn. Lập tức từ thanh lập tức mở hai mắt ra đem trước mặt chu quả từ trong hộp gỗ lấy ra trực tiếp cắn một cái xoạt xoạt theo âm thanh lanh lảnh vang lên toàn thân đỏ tươi to bằng nắm tay trái cây bị hắn trực tiếp cắn xuống hơn nửa một luồng mùi thơm nồng nặc trong nháy mắt đầy tràn toàn bộ mật thất khiến người ta hít vào một hơi liền bỗng cảm thấy phấn chấn phảng phất tràn đầy sức sống màu đỏ tươi thịt quả cùi trái cây vừa vào miệng liền tan ra trong nháy mắt biến thành một đạo chất lỏng nóng rực trượt vào hắn trong bụng trong nháy mắt một luồng ấm áp từ trong bụng dựng lên đem từ thanh toàn thân gói hàng ở bên trong hắn cảm giác mình tại đây trong nháy mắt dường như có vô cùng sức mạnh miệng kia bên trong chua xót mùi vị cùng với toàn thân hừng hực cảm giác vẫn chưa để từ thanh dừng lại thành thạo, từ thanh liền đem cả viên chu quả toàn bộ ăn. Chỉ để lại một to bằng ngón cái hột. Đem hột thu nhập giới từ trong túi, từ thanh mau mau nhắm mắt lại bắt đầu tiêu hóa chu quả. Không lâu, hắn cũng cảm giác được cái kia chu quả đã hoàn toàn tiêu hóa. Từng đạo từng đạo nóng rực linh lực không ngừng rội rửa từ thanh thân thể cùng kinh mạch từng sợi từng sợi nhàn nhạt màu xám cáu bẩn từ trên da của hắn phân bố mà ra, lại bị linh lực bốc hơi lên biến mất. Từ thanh da rẻ bắt đầu trở nên óng ánh trắng nõn lên, dường như trẻ con da rẻ như thế non mềm. Mà cái kia bên trong đan điền linh khí vòng xoáy cũng từ từ trở nên màu sắc thâm thúy lên, trở thành màu đỏ sẫm. Đồng thời, cũng càng ngày càng khổng lồ làm từ thanh nuốt vào cái kia một viên giường như đường phèn giống nhau to bằng ngón cái hàn tinh lúc trong cơ thể hắn linh khí vòng xoáy đã từ màu đỏ sẫm biến thành màu tím nhạt sau đó lại nhanh chóng đã biến thành màu tím đậm đến cuối cùng hầu như cùng màu đen không khác nhau gì cả mà bên trong mật thất linh khí cũng càng ngày càng cuồng bão từ thanh bên cạnh linh thạch chính nhanh chóng trôi đi sau một canh giờ làm hết thảy linh thạch toàn bộ biến thành trong suốt xác không linh khí hoàn toàn không có lúc từ thanh trong cơ thể cùng với trong mật thất linh khí nhưng nồng nặc tới cực điểm có điều hắn giờ khác này nhưng mồ hôi nhễ nhại vẻ mặt căng thẳng bởi vì đến cuối cùng bước ngoạt bước đi này nếu là thuận lợi thiên đạo trúc cơ liền trở thành nếu là thất bại vậy hắn cũng chỉ có thể dừng lại trên mặt đất đạo trúc cơ mỗi một khác. Từ thanh động tác nhanh chóng đem trước mặt cái cuối cùng bình ngọc cầm lấy, đẩy ra nút lọ, ngửa đầu chút xuống, trong đó màu trắng linh dịch. Một luồng trong veo khí tức trong nháy mắt tràn ngập mũi miệng của hắn và toàn bộ mật thất. Từ thanh cả người linh khí chấn động, kinh khủng linh lực từ cái kia ngàn năm địa nhũ bên trong tản mát ra, làm cho từ thanh bên ngoài thân ánh trăng dĩ nhiên đã biến thành chói mắt màu bạch kim. ầm. Um từ thanh trong đan điền như là vang lên một đạo sấm sét cái kia điên cuồng xoay tròn màu tím đậm linh khí vòng xoáy đột nhiên một tĩnh ở một khắc tiếp theo ầm ầm sụp co lại thành một giọt chất lỏng màu vàng trôi nổi với bên trong đan điền lập tức cái viên này màu vàng linh dịch bắt đầu điên cuồng hấp thu từ thanh trong cơ thể tiêu tán linh lực hầu như trong nháy mắt liền đem bốn phía hết thảy linh lực toàn bộ hấp thu hết sạch sau đó cái kia màu vàng linh dịch tản ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng bắt đầu từ trong hư không rút lấy thiên địa linh lực mà từ thanh chỉ cảm thấy trong đầu bỗng nhiên một trận rung động đầu váng mắt hoa cảm giác giống như là thủy triều vọt tới sau đó vừa giống như như thủy triều thối lui đợi được hết thảy đều kết thúc hắn chỉ cảm thấy trước mắt thế giới đều trở nên rõ ràng một ít một loại không tên khống chế cảm giác ở trong lòng hắn sản sinh. Cái cảm giác này, Phảng Phất có thể thấy rõ chu vi trong vòng 10 trượng thiên địa vạn vật biến hóa rất nhỏ. Bao quát chính hắn thân thể mỗi một cái bộ phận, chính là công pháp bên trong miêu tả trúc cơ cảnh giới đệ nhị đặc thù, sinh ra thần thức. Mà hắn lúc này mới lần thứ nhất chân chính xem đến bụng của chính mình. Trong thần thức coi ở đây một mảnh giường như sương mù bên trong thế giới lơ lửng một giọt màu vàng linh dịch thiên đạo trúc cơ xong rồi một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý thích hợp với những đọc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền bắt đầu tự thú khiếp sợ nữ trưởng môn cầm mạc yêu thành tựu mới thưởng cấp thấp pháp bảo Nghe chọn bộ tại mê audio com Toàn bộ cổ Nguyệt Tông đã mấy ngàn năm đều không có từng xuất hiện thiên đạo trúc cơ. Hắn phá vỡ cổ Nguyệt Tông ghi chép. Cảm thụ lấy thiên địa linh lực dường như như nước thủy triều tràn vào trong cơ thể. Chậm rãi lớn mạnh giọt kia màu vàng linh dịch. Loại kia cảm giác mạnh mẽ suýt chút nữa để từ thanh vui mừng nhảy lên. Này hấp thu linh khí tốc độ quá nhanh cả người hắn giống như là thay ra đổi thịt như thế. Bất quá hắn biết còn kém bước cuối cùng. Củng cố tu vi, không dám chỉ hoãn chút nào. Từ thanh vội vàng từ giới tử trong túi lấy ra một viên cô động linh lực đan dược ném vào trong miệng toàn lực tiêu hóa lên. Bất chi bất giác khi đến lúc đêm khuya, giờ tí vừa qua từ thanh liền bị vang lên bên tai một trận gợi ý của hệ thống thanh thức tỉnh, giải khóa thành tựu mới, chính mình điều tra mình, thu được thành tựu thường. Huyễn Ngọc Bài, cấp thấp pháp bảo, có thể tự do biến ảo tự thân tu vi khí tức, hóa thần tu vi trở xuống không cách nào tra xét. Hơi suy nghĩ, từ thanh một màn bên hông giới tử túi. Bên trong thình lình xuất hiện một màu xanh nhạt Ngọc Bài. Ngọc Bài xem ra rất phổ thông. Từ thanh một bên thưởng thức, một bên không ngừng dùng thần thức quét nhìn cái này cấp thấp pháp bảo. Huyễn Ngọc Bài, cấp thấp pháp bảo, có thể tự do biến ảo tự thân tu vi khí tức, hóa thần tu vi trở xuống không cách nào tra xét, nhỏ máu nhận chủ, cấp thấp pháp bảo. Cho tới nay mới thôi từ thanh gặp lợi hại nhất cũng chính là chấp pháp điện các trưởng lão trong tay thượng phẩm pháp khí. Pháp bảo, đó là chỉ có cụ linh trở lên cảnh giới tu sĩ mới có thể sử dụng bảo vật. Chúc cơ sau khi là Kim Đan, Kim Đan sau khi mới phải cụ linh. Từ Thanh vuốt ve ngọc bài hận không thể đưa nó nhét vào trong đôi mắt của chính mình. Pháp bảo uy lực đều là kinh thiên động địa, mạnh mẽ vô cùng. Nhưng cái này huyễn ngọc bài nhưng chỉ có thể biến ảo tu vi khí tức, thật giống có chút vô bổ, một lát sau hắn hơi có tiếc nuối nghĩ đến. Có điều, ngày như vậy giá cả bảo vật hắn còn có thể ghét bỏ sao? Tự nhiên là sẽ không vì lẽ đó rất nhanh sự chú ý của hắn để lại ở hệ thống nói tới một khác cái tin tức trên. Hóa thần trở xuống tu vi không cách nào nhìn thấu. Hóa thần là cái gì cảnh giới, ta chỉ biết trúc cơ trở lên là kim đan, kim đan sau khi là cụ linh, cụ linh sau đó là nguyên anh, hóa thần. Chẳng lẽ là so với nguyên anh cảnh giới càng cao hơn, hắn nhìn trong tay ngọc bài mắt lộ hừng hực vẻ. Trước tiên nhận chủ lại nói. Từ Thanh âm thầm quyết định đem bảo vật nhận chủ, sau khi lại lấy sạch đi tàng thư các bên trong điều tra một hồi liên quan với hóa thần, thông tin, thông điệp. Sau đó liền đem một giọt ẩn chứa linh lực của chính mình tâm huyết nhỏ ở trên ngọc bài. Bước đi này đúng là rất đơn giản, rất nhanh, Từ Thanh cũng cảm giác được cùng ngọc này bài trong lúc đó sinh ra một loại huyết mạch liên kết cảm giác. Nói cách khác hắn nhận chủ thành công. Nhận chủ sau khi Từ Thanh trong đầu liền hiện lên rất nhiều liên quan với làm sao sử dụng này Huyễn Ngọc bài thông tin, thông điệp. Những tin tức này đột nhiên xuất hiện ở trong lòng hắn, lại như hắn trời sinh biết như thế, phi thường thần kỳ. Từ Thanh thế mới biết, nguyên lai Huyễn Ngọc bài ngoại trừ biến ảo tu vi khí tức ở ngoài, còn có thể thay đổi tu sĩ dung mạo, chiều cao, hình thể. Ẩn chứa trong đó phi thường mạnh mẽ ảo thuật nhưng chỉ cần một chút linh lực là có thể điều khiển, bởi vậy mới là cao quý pháp bảo. Chỉ chốc lát sau, làm Từ Thanh đi ra mật thất lúc, trên người của hắn khí tức vẫn dừng lại ở luyện khí đại viên mãn. Bất luận hắn dùng thần thức làm sao đi thăm dò xem, đều là như vậy. Ngay cả mình đều lừa gạt, này Huyễn Ngọc Bài có thể thấy được lợi hại đến mức nào. Bây giờ Từ Thanh thực lực có thể nói là cùng trước đây có biến hóa long trời lở đất hắn bắt đầu chờ mong lên ngày mai có thể giải khóa cái gì thành tựu mới dựa theo hệ thống từng nói thành tựu đạt thành độ khó càng cao thu được thưởng lại càng phong phú đem so sánh chính mình điều tra mình tới nói bây giờ hắn trở thành thiên đạo trúc cơ loại này ngàn năm ít có thành tựu e sợ sẽ phi thường hiếm thấy chứ có điều có thể hay không bởi vì đây là hệ thống cung cấp linh vật tu luyện thành mà dẫn đến độ khó thấp xuống đây chỉ là lần này hệ thống không có tiến hành bất kỳ nhắc nhở. Nghĩ tới đây, Từ Thanh cũng có chút thấp thỏm. Hoàn thành nhận chủ sau khi, huyễn ngọc bài sẽ không cần treo ở trên người. Chỉ cần đặt ở giới tử trong túi cũng có thể giúp hắn che lấp khí tức. Vì lẽ đó từ thanh đem bảo vật này cất đi, miễn cho treo ở bên ngoài làm người khác chú ý tuy rằng người khác không nhất định nhìn ra món đồ này giá trị. Nhưng hắn còn chưa phải muốn mạo hiểm đổi chấp pháp điện đệ tử lá đỏ ăn vào sau từ thanh eo đeo từ tinh lệnh sãi bước hướng về nguyệt nhận phong đi đến diễn kịch liền muốn làm nguyên bộ ngày hôm qua hắn tra xét thôi tĩnh động phủ nhưng không có kiểm tra hai gã khác nội môn đệ tử chuyện này nội môn đại đệ tử trần mặc là biết đến vì lẽ đó từ thanh ngày hôm nay liền dự định cùng cái kia hai tên nội môn đệ tử cũng nhờ một chút che giấu tai mắt người có điều trước đó, Từ Thanh hay là trước đi tới một chuyến tàng thư các. Quả nhiên ở tàng thư các bên trong, hắn tìm được rồi liên quan với Hóa Thần cảnh giới thông tin, thông điệp, hơn nữa cũng biết tại sao chính mình chưa từng có nghe nói qua. Bởi vì Hóa Thần là nguyên anh sau khi cảnh giới. Hiện nay toàn bộ Bắc Châu đều không có một Hóa Thần tu sĩ. Mạnh nhất người cũng là mới nguyên anh hậu kỳ mà thôi. Sau đó, Từ Thanh cũng lật xem rất nhiều liên quan với trúc cơ cảnh giới miêu tả thư tịch, đối với cảnh giới này có nhiều hơn hiểu rõ lĩnh hội. Cùng ngày hôm qua như thế đi tới Nguyệt Nhận Phong sau khi, Từ Thanh rất nhanh sẽ tìm được rồi Trần Mặc. Theo bản năng hắn liền muốn thả thần thức đi quét hình đối phương, nhưng ở thời khắc sống còn nhưng miễn cưỡng nhịn được. Bởi vì thông qua thư tịch miêu tả hắn biết lực lượng thần thức là có thể bị đồng dạng có lực lượng thần thức tu sĩ cảm nhận được. Nếu như là luyện khí tu sĩ bị người dùng thần thức quan sát bản thân là không phát hiện được. Nhưng Trần Mặc là chúc cơ hậu kỳ, hơn nữa là hiếm thấy địa đạo chúc cơ tuyệt đối có thể cảm ứng được thần thức của hắn. Hơn nữa chúc cơ trở lên tu vi giữa các tu sĩ dùng thần thức quan sát đối phương là phi thường không lễ phép chuyện tình. Vì lẽ đó, vừa vì che giấu tu vi, lại vì phòng ngừa mạo phạm đối phương, Từ Thanh chỉ là làm bộ tâm thường dáng vẻ. Bất quá hắn là như thế này nghĩ tới, Trần Mặc nhưng không có nghĩ như vậy. Bởi vì đối phương cũng không biết Từ Thanh đã đột phá trúc cơ. Cho nên vẫn là theo bản năng dùng thần thức quét xuống hắn. Chỉ là Từ Thanh ngay lập tức sẽ cảm giác bên ngoài thân truyền đến một trận lạnh lẽo cảm giác giống như là bị người dùng băng giấu tay một hồi. Bất quá hắn ở bề ngoài không chút biến sắc, không có biểu hiện ra bất cứ dị thường nào. Một bên trần mặc cũng một mặt mặt không hề cảm xúc đi theo bên cạnh hắn. Từ thanh trong lòng mừng thầm. Có thể thấy được huyễn ngọc bài xác thực phát huy công hiệu, đối phương đối với hắn tu vi cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Sau đó, ở trần mặc dẫn dắt đi từ thanh phân biệt cùng cái kia còn sót lại hai tên nội môn đệ tử hàn huyên một hồi bọn họ những ngày qua trải qua bao quát có nghe hay không đến động tĩnh gì loại hình hằng ngày hỏi dò ở xác nhận tay của đối phương bộ đặc thù cùng chính hắn trong ký ức không giống nhau sau từ thanh lúc này mới triệt để yên tâm lần này sẽ không có nỗi lo về sau đa tạ Trần Sư Huynh giúp đỡ, mấy ngày qua quấy giày Trần Sư Huynh tu luyện, nguyệt nhận phong dưới, Trần mặc tống biệt từ thanh, từ thanh cười khách khí nói. Trần mặc vội vã xua tay. Từ sư đệ khách khí, đây là phận sự chuyện tình, dù sao hàn trưởng lão bỏ mình một chuyện chấn động Bắc Châu. Mỗi một cái cổ nguyệt tông đệ tử đều có nghĩa vụ cùng trách nhiệm phối hợp ngươi điều tra, không có gì hay tạ ơn, sau đó như còn có cái gì vấn đề cứ đến tìm ta, Từ Thanh cảm tạ vài câu. Cũng không biết đối phương là thật lòng hay là đang khách khí. Đợi được Từ Thanh rời đi, Trần Mặc lúc này mới hơi thay đổi sắc mặt. Hắn ngược lại thật sự là điều tra, bởi vậy, chấp pháp điện truyền tới chuyện tình vô cùng có khả năng là thật nói cách khác bất luận được hay không được người này đều tất nhiên chịu đến trọng dụng có điều sau đó hắn liền tung nhiên nở nụ cười đúng là ta nghĩ nhiều rồi thân truyền chi tranh vô luận như thế nào đều liên lụy không tới luyện khí đệ tử cái này từ thanh tạm thời còn uy hiếp không tới ta mời đọc chuyện hài hước nhảy 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 bắt đầu tự thú khiếp sợ nữ trưởng môn cầm mạc yêu nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com nguyệt nhận phong dưới, Từ Thanh quay đầu liếc nhìn trên núi phương hướng, mặt mỉm cười. Mặc dù là nội môn đại đệ tử, cũng bất quá là địa đạo trúc cơ mà thôi. Dù cho đối phương bây giờ đã là trúc cơ hậu kỳ, nhưng nếu là giao thủ với nhau, Từ Thanh cũng không sợ chút nào. Đây chính là thiên đạo trúc cơ sức lực. Có điều Từ Thanh cũng không rõ ràng ý nghĩ của đối phương, coi như là biết rồi, chỉ sợ hắn cũng sẽ không lưu ý hiện tại liền bắt đầu chính thức điều tra hàn tinh nguyên nhân cái chết đi, đi trước xem hắn động phủ, rời đi nguyệt nhận phong sau, từ thanh liền hướng về chấp pháp điện chạy đi. Tuy rằng hắn có tử tinh lệnh, cũng có chấp pháp điện phê chuẩn. Nhưng muốn điều tra trưởng lão động phủ nhưng vẫn là muốn xin một hồi. Để ngừa vạn nhất, rất nhanh, hắn chỉ thấy đến phó điện chủ Trần Lê lần thứ hai nhìn thấy cái này dũng cảm gánh chịu trách nhiệm đệ tử trẻ tuổi trần lê trên mặt mang theo nụ cười xin hắn ngồi xuống nhưng mà từ thanh nhưng không có như vậy tùy ý đối phương là thân phận gì hắn một hồng y đệ tử cũng không có tư cách cùng phó điện chủ ngồi cùng một chỗ vì lẽ đó vì để tránh cho phiền phức hoặc là dẫn đối phương không vui khách khí một hồi sau khi từ thanh liền đứng đường bên trong nói rõ ý đồ đến nha hóa ra là muốn điều tra hàn trưởng lão động phủ trần lê gật gật đầu ngươi tự đi điều tra chính là sau đó như chuyện như vậy không cần hướng về ta đến xin tử tinh lệnh cho ngươi chính là phú dư ngươi quyền lợi bất quá ta vẫn là muốn hỏi một chút ngươi dự định làm sao điều tra quả nhiên từ thanh liền biết đối phương sẽ không triệt để buông tay mặc kệ tùy ý hắn một hồng y đệ tử tùy ý điều tra có điều hắn đã sớm chuẩn bị hồi bẩm trần sư thúc ta chuẩn bị từ ba cái phương diện bắt đầu tay từ thanh cung kính nói nói cho ta nghe trần lê nhíu mày nói từ thanh hơi ôm quyền số một điều tra tử vong hiện trường cũng chính là hàn trưởng lão động phủ thứ hai điều tra xác chết phán đoán nguyên nhân cái chết đệ tam điều tra hàn trưởng lão người tế quan hệ tạm thời liền này ba phương hướng, cho tới sau khi làm sao điều tra, còn phải xem này ba loại điều tra kết quả, Trần Lê nghe vậy nhất thời cười nói. Không tồi không tồi, đã sớm nghe nói ngươi ở đây phương diện phi thường có ý nghĩ, có chính mình một bộ phương pháp. Chính là chấp pháp điện bên trong thâm niên hồng y đệ tử, cũng bất quá như vậy, không hổ là ban đầu ta đặt cách nâng lên người, hắn lời nói này có chút đắc ý, từ thanh nghe được cũng là cả kinh nguyên lai like ban đầu là phó điện chủ tự mình đưa hắn đặc cách từ đệ tử áo xanh bên trong đề bạt đến hồng y đệ tử hàng ngũ nghĩ tới đây từ thanh vội vã cúi người chào thật sâu biểu đạt chính mình lòng biết ơn đệ tử cũng là lần thứ nhất biết chuyện này cảm tạ sư thúc đề bạt chi dạ hắn cố ý thay đổi xưng hô trần lê khoát tay áo một cái cười nói việc nhỏ mà thôi, không cần đa tạ, vì lẽ đó nói như vậy hai người chúng ta vẫn còn có chút duyên phận. Từ Thanh nghe nói như thế cũng chỉ có thể cười cười, nói cái gì cũng không thích hợp. Ta nghĩ nói cho ngươi biết chính là chuyện này buông tay đi làm, không cần có nỗi lo về sau. Có thể tra được đi ra ngoài là năng lực của ngươi, không tra được cũng không có ai sẽ trách tội cho ngươi, đệ tử rõ ràng, Từ Thanh ôm quyền đúng rồi trong quá trình điều tra khó tránh khỏi gặp phải một ít khó khăn cùng nguy hiểm ta sợ ngươi không cách nào ứng phó liền để lý thừa phong đi hiệp trợ ngươi đi a à, từ thanh nhất thời sững sờ để đệ tử áo tím hiệp trợ hắn cái này hồng y đệ tử hơn nữa còn là lý thừa phong cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa trần lê khẽ mỉm cười làm sao người sợ hắn từ thanh lúng túng cười cợt sợ cũng không phải sợ chính là trước đây cùng lý sư huynh náo sai lầm biết lẫn nhau trong lúc đó có chút không vui trần lê lúc này mới nói đúng là như thế vì lẽ đó ta mới để cho hắn hiệp trợ cho ngươi từ thanh hết chỗ nói rồi ăn khớp thiên tài trần lê lạnh nhạt nói sau đó ngươi cũng tất nhiên tiến vào đệ tử áo tím hàng ngũ, vì lẽ đó sớm cùng các sư huynh đệ giữ gìn mối quan hệ rất trọng yếu, từ thanh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi. Đa tạ sư thúc thay ta suy nghĩ, được, ngươi đang ở đây cửa đợi lát nữa, Lý Thừa Phong lập tức tới ngay, Trần Lê cười nói. Thời gian ngắn ngủi, đứng chấp pháp điện cửa từ thanh liền thấy được xa xa đi tới một người. Cái kia lôi kéo một tấm lửa mặt Lý Thừa Phong ta hắn sao thực sự là ói ra, từ thanh lườm một cái thấp giọng tự nói. Hai người từng đã xảy ra không vui, bởi vì một chút chuyện nhỏ. Này Lý Thừa Phong là trẻ con miệng còn hôi sữa, bám vào hắn không tha. Người nói cái gì? Cách rất gần, sắc mặt tái xanh Lý Thừa Phong nhìn từ thanh không quen hỏi. Từ thanh không sợ chút nào vỗ vỗ bên hông mình từ tinh lệnh. Ta nói Lý Sư Huynh sớm a à ngày hôm nay phiền phức ngươi theo ta đồng thời điều tra hy vọng ngươi không muốn ảnh hưởng ta tâm tư để tránh khỏi trở ngại điều tra đến thời điểm ở trần sư thúc nơi đó cũng không phải tốt bàn giao a à, nhìn từ thanh đắc ý mặt lý thừa phong nhất thời tức giận cắn răng nghiến lợi hận không thể cho hắn một quyền có điều lý thừa phong vẫn là nhịn được hừ, đừng tưởng rằng lượm cái tiện nghi liền một mặt tiểu nhân đắc trí dáng vẻ, lập tức hắn lại cười nhạo nói. Nhìn ngươi điều tra không ra kết quả gì, đến thời điểm làm sao cho tông chủ bàn giao, nhưng mà từ thanh không có chút nào nhẫn. Chạm đích liền hướng về chấp pháp điện bên trong đi đến. Người làm cái gì, thấy hắn động tác này, Lý Thừa Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút hỏi. Từ thanh khoát tay áo một cái lớn tiếng nói. Ai nha, nếu Lý Sư Huynh không muốn phối hợp ta điều tra, vậy ta liền tìm Trần Sư Thúc hoán một người đi, Lý Thừa Phong nhất thời tức giận. Ngươi, lớn như vậy cái bô đi ỉa, nói chụp liền chụp cái tên này quả nhiên vô liêm sỉ. Sau đó sắc mặt hắn khẽ biến, một bước bước ra trong nháy mắt xuất hiện tại từ thanh trước mặt đưa hắn ngăn cản. Cái kia thân pháp quái dị để từ thanh không nhịn được đều là biến sắc mặt theo bản năng lui về sau một bước cảnh giác nói người muốn làm cái gì tại đây quang minh chính đại chấp pháp điện bên trong người muốn làm cái gì nghe nói cái tên này đã lập tức sẽ đột phá kim đan thực lực mạnh một nhóm hơn nữa cũng là địa đạo trúc cơ so với kia nội môn đại đệ tử trần mặc đều phải cường một ít toàn bộ cổ nguyệt tông ngoại trừ những kia đệ tử thân truyền ở ngoài tổng cộng cứ như vậy mấy cái địa đạo trúc cơ, kết quả hắn liền nhận thức hai. Mặc dù hắn thiên đạo trúc cơ, nhưng là mới vừa đột phá tu vi, ai biết có thể hay không đánh thắng được cái này lăng đầu thanh. Ta, Lý Thừa Phong sắc mặt biến đổi luôn mãi, lúc này mới cắn răng nói. Ta chưa nói không muốn phối hợp ngươi, ngươi không cần loạn cho ta chụp mũ, từ thanh lúc này mới một mặt kinh ngạc nhìn Lý Thừa Phong. Chuyện này vẫn là cái kia động một chút là tuốt ống tay áo đánh nhau lăng đầu thanh sao lúc nào dĩ nhiên có thể nhịn được tính tình của chính mình đổi tính vẫn bị ai dạy dục có điều ngay sau đó lý thừa phong cứ tiếp tục nói rằng ta biết chuyện lần trước có thể là ta không đúng hy vọng ngươi không muốn lại hồ dảo man triền mau mau đi điều tra vụ án xong việc sau khi ta còn muốn tu luyện đây, giọng điệu này, nghe được từ thanh một trận mắt trợn trắng. Người là đặt đạo này khiểm đây? Hay là đang uy hiếp ta? Bất quá hắn cũng lười cùng cái tên này tính toán. Hơi hơi trêu chọc một hồi là được. Chọc tới cái tên này thật biết đánh người. Mặc dù hắn không thích làm việc thời điểm bị người khác nhìn chăm chăm. Nhưng là chuyện này việc này lớn, hắn cũng biết nặng nhẹ. Huống hồ có như thế tốt lỗi đánh tay ở, có một số việc hắn thậm chí không cần tự mình đứng ra. Được thôi, nhưng là chúng ta nói xong rồi, đã điều tra trình bên trong ngươi chỉ đảm nhiệm lỗi đánh tay nhân vật, những chuyện khác giống nhau không cho can thiệp ta. Từ Thanh nhìn Lý Thừa Phong nói rằng, Lý Thừa Phong không chút do dự chạm đích đi ra ngoài. Không thành vấn đề, ta mới chẳng muốn nhúng tay việc này đây. Từ Thanh nghe vậy lúc này mới hừ cười một tiếng đi theo phía sau hắn đi ra ngoài. "Cho ngươi nhúng tay, ngươi đâm được sao?" Nói được lắm như lúc trước cúi đầu không dám nhận nhiệm vụ người là ta cũng như thế, Lý Thừa Phong nhất thời bước chân dừng lại, vẻ mặt nhăn nhó. Tựa hồ nhịn được rất dùng sức, nhưng mà Từ Thanh nhưng nhẹ nhàng nở nụ cười vượt qua hắn, chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Không biết tại sao đổi cái tên này tổng khiến người ta cảm thấy rất thoải mái đại điện nơi sâu xa trần lê nghe hai người rất đúng nói không nhịn được lắc đầu cười cợt hai thằng nhóc này đúng là thú vị chỉ là không biết bọn họ có thể hay không thật sự cha ra hàn sư huynh nguyên nhân cái chết ôi thời buổi rối loạn a à, mời đọc chuyện hài hước nhảy nhảy nhảy